Thì chiều hôm nay tôi định nói ba nội dung. Nội dung thứ nhất là những đặc trưng cơ bản và cốt lõi của thời công nghiệp 4.0 để chúng ta soi mình trong nó, suy nghĩ và hành động. Rồi tôi sẽ nói rằng nội dung thứ hai là tiêu chuẩn cán bộ thời công nghiệp 4.0. Nó hoàn toàn khác trước, đòi hỏi chúng ta phấn đấu. Và nếu còn thời gian thì tôi sẽ nói cái nội dung thứ ba là dấu ấn đại hội 6 và khát vọng và định hướng chiến lược của đại hội 13 và công chí vừa quan triệt. Mà thôi thì tùy thời gian cụ thể ta cứ đi từng phần một. Tôi xin đi vào phần thứ nhất. Có lẽ là chưa bao giờ cái cụm từ công nghiệp 4.0 lại được nói nhiều như hiện nay, viết nhiều như hiện nay, thảo luận và hội đàm, hội thảo nhiều như hiện nay trên phạm vi cả nước và trên bình diện quốc tế. Tôi thấy đặc điểm như vậy. Chứ cái bài hôm nay tôi nói là chính là vấn đề là thời đại. Thế thì tôi phải nói từ xa đến gần một tí. Thì trước hết thì từ khi có cụm từ công nghiệp thì thế giới đã đi qua 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là công nghiệp hơi nước, trọn vẹn thế kỷ 18 sang giữa thế kỷ thứ 19 là 150 năm. Giai đoạn thứ hai là công nghiệp điện năng, từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, 100 năm. Giai đoạn thứ ba là công nghiệp điện năng điện tử, từ giữa thế kỷ thứ 19 đến thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 này. Và thời đại chúng ta đang sống hiện nay, thời điểm chúng ta đang sống hiện nay là công nghiệp lần thứ tư. Người ta gọi tắt là 4.0, nhưng mà nói đầy đủ là công nghiệp lần thứ tư. Tôi nói thêm một tí nữa, thế thì cái cụm từ công nghiệp lần thứ tư này nó bắt đầu từ đâu? Thì công chí mới theo dõi thì báo cáo công chí thế này. Từ năm 2011 thì các nhà khoa học của Đức bắt đầu nói đến công nghiệp lần thứ tư. Nhưng mà cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2016 thì ở Thụy Sĩ có một cuộc hội thảo đặt đúng tên gọi là công nghiệp lần thứ tư. Và từ đó đến đây khoảng 4 năm thôi thì nó lan tỏa rất nhanh. Rất nhanh. Và theo các nhà kinh tế nói khái quát đó, nếu tính từ công nghiệp điện tử lại đến nay là khoảng trên 50 năm thì toàn bộ tài sản loài người tạo ra bằng tất cả tài sản của cả loài người trước đó cộng lại, tức là 50 năm bằng 5.000 năm. Nhưng tôi nói đúng là như thế. Và bây giờ thì còn nhanh hơn nhiều. Để nói rõ cái nhanh này tôi nói cái ví dụ thôi. Có thể cái công nghiệp lần thứ tư này ta hôm nay mới triển khai, nhưng Trung Quốc họ đã làm khoảng 10 năm nay. Và Trung Quốc vừa rồi báo cáo công chí trong 10 năm vừa rồi họ có bước tiến thần kỳ. Trước khi tôi nói cái chủ đề này tôi phải sang Trung Quốc 8 ngày. Thì tôi có thể nói với các bác là Trung Quốc có một bước tiến vượt bậc. Cho nên từ thứ 17 của thế giới họ lên thứ 2 của thế giới. Tôi nói mấy số liệu thế này để khi tôi bàn về chuyện công nghiệp lần thứ tư nó vẻ vang và nó thời đại là vì thế. Trong vòng khoảng 40 năm kể từ khi Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền cho đến 70 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa kỷ niệm năm 2019. Thì thực ra là 40 năm chủ yếu 20 năm phía sau này. Thì Trung Quốc họ đã có bước tiến thần kỳ thế này. Cái thứ nhất là GDP bình quân đầu người họ tăng 47 lần. GDP của đất nước, tổng GDP của đất nước họ tăng 70 lần. Tức là bình quân là 190 đô lên 9.000 đô. Tổng GDP của đất nước là từ 200 tỷ đô lên 14.000 tỷ đô. Đặc biệt là dự trữ quốc gia của Trung Quốc tăng chóng mặt từ 3.800 đô lên 4.000 tỷ đô. Họ mạnh là phải. Cái thứ hai là sản phẩm của Trung Quốc, đúng như họ nói là hàng hóa của Trung Quốc đi đến đâu thì biên giới của Trung Quốc đi đến đó, sức mạnh của Trung Quốc đi đến đó và văn hóa của Trung Quốc đi đến đó. Thì hàng hóa của Trung Quốc hiện nay là chiếm lĩnh thị trường thế giới như thế này để cho ta thấy chúng ta phải phấn đấu. Đồ chơi trẻ em chiếm 70% của thế giới, xe đạp chiếm 60%, máy tính chiếm 50%, một nửa.
máy lạnh là 40%, điện thoại di động là 35% và máy giặt là 25%. Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới, vượt xa nước Anh thế kỷ 18. Cho nên chúng ta đang ở bên cạnh một nước bạn phát triển khổng lồ. Và ba cái dấu ấn nữa tôi nói rất ngắn gọn về thời công nghiệp 4.0. Bây giờ tôi cách đây 8 năm tôi sang Trung Quốc khi làm bộ trưởng. Bây giờ tôi sang đi lại ba cái tỉnh mà tôi đi thì thay đổi hoàn toàn. Cái thay đổi thứ nhất là tất cả đường bộ và đường sắt Trung Quốc cao tốc hóa hết rồi. Không có đường nào dưới 300 km/h đâu. Cho nên tôi nói Việt Nam chúng ta đi khắp thế giới thì cấm tốc độ chậm, mà Việt Nam chúng ta lại cấm tốc độ nhanh, mà chúng ta lại đang chậm phát triển. Đó là một cái mà họ là cao tốc hóa trên diện tích 9 triệu km², chứ không phải ta là 331.000 km². Tôi đi từ Bắc Kinh xuống điểm đây, lần trước tôi đang thăm là tôi đi mất 15 tiếng tàu hỏa, thì 1.500 cây, bây giờ đi có 5 tiếng. Thì công chí biết như thế nào? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tất cả đô thị Trung Quốc đều có hoa tươi, ngang hàng với châu Âu, thậm chí có những nét hơn. Cái thứ ba là tất cả những ngôi nhà mặt phố của Trung Quốc là thẳng băng, sạch băng, không có một cái hàng quán nào hết. Tất cả phải bán trong nhà hết. Và cái thứ tư, muốn mua một cái bánh bao cũng phải mua qua mạng. Và Trung Quốc còn nói rằng họ chỉ cần 50 cảnh sát ngồi kho bạc nhà nước, ngồi ở ngân hàng nhà nước là kiểm soát toàn bộ dòng tiền đi về của quốc gia. Còn ta thì báo cáo công chí có 5 vạn cũng kiểm soát nổi. Là vì tiền để trong túi, tiền để trong cốp, tiền để trong xe. Thế thì tôi nói công chí là công nghiệp thông, công nghệ thông tin nó tiếp cơ hội rất nhanh như thế. Bây giờ tôi nói sang 50 đặc trưng. Tôi có thể nói các bác thế này, tôi là người đọc rất nhiều, nghe rất nhiều, nhưng mà càng nghe càng đọc càng loạn đầu, càng rối. Có những cái tài liệu nói về công nghiệp 4.0 tôi đọc là 18 ra. Thì hôm nay tôi chúc đảng bộ thị xã Thái Hòa, tôi chỉ khái quát lại có 5 nội dung cơ bản. Mà công chí nữa, 5 nội dung này là toàn bộ linh hồn cốt lõi của công nghiệp 4.0. Có đủ. Tôi đi vào cái đặc trưng thứ nhất là khoa học công nghệ đang phát triển thần tốc, kỳ diệu, ngoạn mục, ngoài sức tưởng tượng của con người. Hồi tôi học ở Liên Xô thì các bạn Liên Xô bảo gì 5-10 năm nữa là chúng ta nằm trong màn để tắt tivi, không phải ra ngoài đâu. Lúc đó chúng tôi không nghĩ là thế nào phải nằm trong màn mà đã tắt tivi, khi mình cũng chạm đến công tắc. Thực ra chỉ 3 năm sau thôi, còn bây giờ thì nó thay đổi nhanh lắm. Thế thì để chứng minh cái là thần tốc này, kỳ diệu này, ngoạn mục này, các bác nhớ cho tôi 6 chữ. Thì tôi 5 cái chứng minh để chúng ta thấy nó rõ cái này. Cái chứng minh thứ nhất là khoa học công nghệ đang làm cho thế giới rộng ra và cũng giúp cho thế giới nhỏ lại. Thì nó kỳ diệu lắm cho nó. Chúng ta có trong tay một cái điện thoại iPhone, chúng ta mở ra là cả thế giới trước mặt, thế giới trên, thế giới trong lòng bàn tay và thế giới trên đầu ngón tay. Nhưng khi chúng ta tắt máy, chúng ta cầm lại thì cả thế giới ở trong lòng bàn tay mình, mà có hết tất cả những điều chúng ta muốn. Nó vĩ đại như thế. Tôi lấy một cái ví dụ để các bác thấy cái vĩ đại. Khi tôi ra Hà Nội là năm 2006 thì anh em sư đoàn 5 nơi tôi chiến đấu, anh Thu trưởng ban tuyên giáo điện cho tôi, bảo anh Hợp ơi, sư đoàn muốn mời anh tham gia làm sử sư đoàn 5. Thì tối tôi về tôi nghe anh em bảo anh thử mở Google xem có không. Tôi mở Google ra thì toàn bộ sử sư đoàn 5 đầy đủ. Thành lập ngày nào, ai sư trưởng, ai chính ủy, đánh trận nào, không thiếu cái gì hết. Thì tôi không hiểu nổi tại sao sư đoàn 5 chưa làm sử mà trên Google lại có đầy đủ như vậy. Đấy, cái vĩ đại của thời đại này. Và vì thế cho tôi điện cho anh Thu là em lấy sử sư 5 trên Google xuống, gửi cho công chí lãnh đạo sư đoàn các thế hệ,
thêm bất gì nữa không là thành sử sư năm, không cần phải thành lập ban sử sư năm. Thời đại các bác biết là nó vĩ đại như thế nào. Và tôi sang thăm tập đoàn Google ở Mỹ thì ông tổng giám đốc cũng nói tôi có một câu thôi. Ông bảo toàn bộ sự nghiệp của Google chúng tôi chỉ làm một việc, đó là tập hợp ánh sáng và văn minh của loài người, phân loại và đưa đến cho người đọc nhanh nhất. Không chứ thế không? Mà cái tập đoàn bây giờ là 41 tỷ đô la. Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ có mấy chữ. Ta thì nói cái gì dài mà chẳng nhớ. Mà sự nghiệp truyền thông của chúng ta là chính là như thế. Tôi nói câu chỉ để nói cái đặc trưng tư nhân, tôi nói thế bác hiểu rồi. Đó là cái chứng minh thứ nhất. Cái chứng minh thứ hai là thời đại khoa học công nghệ đang làm cho thời gian như giãn ra và cũng làm cho thời gian như thu hẹp lại, như ngắn lại. Cái kỳ diệu là chỗ đó. Bây giờ chúng ta ngồi vào máy vi tính thì chúng ta quên hết thời gian và cảm thấy thời gian rất ngắn. Nhưng mà chúng ta ngồi trên xe ô tô một buổi sáng đi đường, chúng ta xử lý bao nhiêu việc thì chúng ta cảm thấy như thời gian giãn ra. Mình làm quá nhiều việc, ngày xưa chỉ làm bằng 5-7 việc, bây giờ làm bằng 100 việc. Thì chính nhờ công nghệ thông tin. Ngày xưa mà đêm chúng ta không ngủ được thì sáng ra chúng ta bảo tao đêm qua mất ngủ. Bây giờ nói thế là không đúng. Nếu đêm nào đó chúng ta không ngủ được, chúng ta mở iPad ra, mở iPhone ra, chúng ta lại thức với cả một thế giới đang thức. Và chúng ta được bao nhiêu việc. Đấy, thời đại nó như thế. Thời gian nào cũng có ích. Vấn đề là mình phân bổ có lợi cho mình thôi. Cái chứng minh thứ ba là công nghệ thông tin đang cải tạo từng con người và đang tôn vinh từng con người. Đó là cái vĩ đại nhất. Công chí chỉ cứ công chí cứ mở mạng ra là tự cải tạo mình và tự tôn vinh mình. Không có thời đại như thế. Và cho nên bây giờ đánh giá cán bộ, báo cáo các bác ngồi đây có anh Thiều thời làm với tôi đây. Bây giờ đánh giá cán bộ mà nói đo bằng tuổi nó không chính xác đâu. Có những người 30 tuổi mà chịu khó mày mò tiếp cận thông tin, xử lý thông tin thì kinh nghiệm, kiến thức bằng 6-70 tuổi ngày xưa đấy. Thời đại nó khác. Cái cách tiếp cận nó khác. Và đó là cái điều vĩ đại nhất. Cho nên khi tôi về hưu thì báo Vietnamnet phỏng vấn tôi là về hưu ông về nơi nào. Thì tôi nói rất nhanh như này, nếu tôi nói về Nghệ An thì dứt khoát Hà Nội bảo tôi lạc hậu, bởi vì Hà Nội là nơi thông tin nhiều nhất. Nhưng mà nếu tôi nói tôi về Nghệ An, tôi nói ở Hà Nội thì Nghệ An cũng chạnh lòng, bởi 30 năm tôi chiến đấu ở mảnh đất này, bây giờ chẳng có lưu luyến gì. Thì tôi chỉ nói thế này, về hưu tôi sẽ về nơi nào hội đủ 4 điều kiện. Một, đồng nghiệp đông nhất. Hai, con cháu nhiều nhất, vì trẻ theo cha mà già là phải theo con. Và ba, chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Và bốn, là làm nghề truyền thông dễ nhất. Tôi xin nói với các bác công chí có mặt ở đây, tôi là một người nếu có bác công chí hỏi tôi bất kỳ điều gì trên thế giới tôi đều nói được. Suốt ngày tôi cập nhật. Thực ra bây giờ thông tin không ai thiếu đâu. Nhưng nếu thiếu là thiếu cái khái quát tổng hợp, thì mình đọc mình khái quát được. Ví dụ tại sao Donald Trump thất sủng trong bầu cử, là mình có thể khái quát được. Tại sao chúng ta chống Covid tốt hơn, ví dụ thế. Thì thực ra là mình phải xem rất nhiều. Và cái ta thiếu là thiếu cái tổng hợp. Thì tôi cố gắng làm cái việc này. Thì đó là cho nó cái chứng minh thứ ba. Cái chứng minh thứ tư là khoa học công nghệ đang thay đổi trật tự kinh tế thế giới rất nhanh. Nhanh đến mức chóng mặt. Các bác nhớ lại là những năm 70 của thế kỷ trước thì thế giới hai cực. Mỹ và Liên Xô lúc đó là GDP tương đương. Nhưng khi Liên Xô sụp đổ thì còn có một cực. Mà các ông chỉ biết không? Khi Liên Xô sụp đổ, Liên Xô chỉ còn 8 và GDP của Liên Xô chỉ còn 800 tỷ. Mỹ lên 10.000 tỷ. Nó thay đổi rất nhanh. Nhưng mà đến bây giờ thì một thế giới nhấp nhô. Liên Xô bây giờ lên gần 3.000 tỷ rồi. Trung Quốc lên đứng thứ hai thế giới rồi.
rồi thì là EU lên, Ấn Độ lên, Nam Phi lên. Cho nên là chính lên là cái thời đại công nghiệp 4.0. Cho nên thay đổi trật tự rất nhanh. Tôi sang Mỹ thì các nhà chiến lược của Mỹ hỏi tôi suốt ngày về Liên Xô, về Trung Quốc. Điều rất sợ Trung Quốc. Và họ nói rằng là Trung Quốc họ nói một họ sẽ làm hai. Còn ta nói hai chỉ làm được một thôi. Kinh khủng lắm. Thì báo cáo các ông chí là cái chứng minh thứ tư. Cái chứng minh thứ năm nói cho các ông chí dễ hiểu. Khi chúng ta có trong tay thế kỷ 21, có trong tay một cái đẩy điện thoại iPhone 100 gram. Thì bằng thế kỷ 20, chúng ta phải chở theo một xe ô tô thiết bị để phục vụ mình mà vẫn không bằng cái iPhone. Thời đại nó vĩ đại như thế. Tôi nói như thế để công chí cũng mua cái iPhone cũng là rất rẻ so với cái gì chúng ta được. Tất nhiên là phải cập nhật, chứ còn nếu mà chỉ điện thoại với là nhắn tin thì chỉ cần 2G thôi. Thì các ông chí biết trong điện thoại nó có gì không? Tôi ngồi tôi nhẩm sơ sơ nhé. Có bút, có giấy, có mực, có máy ảnh, có máy quay phim, rồi có máy là ghi âm, rồi là có đài phát thanh, có đài truyền hình, có nhà trường học, có bệnh viện, có thư viện, có thầy giáo, có thầy thuốc, có tất cả những nhân tài của đất của thế giới, có hàng trăm tạp chí, có hàng trăm tờ báo. Thưa có phải thế kỷ 20 chúng ta phải chở cả ô tô đi không? Đấy, huyền ảo là như thế. Tôi xin nói như trong để chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một thời đại tuyệt vời. Tôi nói thật các bác, quan chỉ là tôi làm truyền thông từ khi còn làm người lính. Thì bây giờ ngay giờ làm báo chí cũng thế. Chưa bao giờ làm báo chí thuận lợi như hiện nay. Mở Google ra là tư liệu, số liệu đầy đủ. Ngày xưa tôi viết bài báo là phải đi cả tháng tìm tư liệu, chứ chắc là chính xác. Đấy. Đó là đặc trưng thứ nhất. Tôi xin nói như thế rất là ngắn gọn. Tôi xin nói rằng đặc trưng thứ hai mà tôi muốn nói với Nghệ An chúng ta, mà sắp tới làm việc với tỉnh tôi cũng sẽ nói. Đó là học và làm thế kỷ 21, thế kỷ có công nghệ thông tin, có công nghiệp 4.0 hoàn toàn khác. Ta đang học theo tư duy thế kỷ 20. Từ một lên thế này chúng ta phải thay đổi từ cơ sở. Thì có 10 cái khác, vì cái này là một trong những nội dung của đại hội 14, 13. Tôi nói kỹ tí, còn những vấn đề khác tôi sẽ nói nhanh. Tôi ngồi tôi tổng kết thì có 10 cái khác. Tôi hy vọng là Thái Hòa và nói riêng mà Nghĩa Đàn nói chung chúng ta phải có bước đi sớm. Cái thứ nhất, thế kỷ 20 về trước là học để có bằng, để dễ xin việc. Và công chí biết học như thế là học bị động, học như thế là học hình thức, và học như thế là xin bằng xin điểm. Cho nên chúng ta không nên trách con cháu chúng ta mà trách cách tiếp cận của chúng ta. Là học thụ động hoàn toàn. Còn thế kỷ 21 trở đi là học để có kiến thức, để tự mình tạo ra việc làm, hoàn toàn khác. Học chủ động hơn, học có mục tiêu hơn, và học thật không bao giờ xin, bởi vì xin thì không làm được. Tôi sang gặp ông Bill Gates, ông nói thế. Ông bảo tôi định làm cái gì, tôi định làm cái gì tôi học cái đó, và tôi học cái gì tôi làm cái đó. Thì báo cáo các ông chỉ là cái hoàn toàn cái nó khác. Cho nên đây là một cái đào tạo, tôi nói cái đào tạo rất căn bản, rất là quan trọng. Mà học như thế thì mới học chủ động, mà học như thế thì không cần bằng cấp. Tôi xin nói các bác nhiều, mà tôi nói cái ví dụ thôi. Tôi có một đứa cháu học trường học Bách Khoa, mẹ cháu là em ruột vợ tôi. Cháu học đại học Bách Khoa là vợ mẹ cháu điện cho tôi bảo bác phải ra tay, chứ thằng này còn 3 môn đúng chịu học thì làm sao mà có bằng tốt nghiệp, làm sao mà xin việc được. Tôi nghe thoáng qua là mình thấy có lý, thì tôi gọi cháu đến. Tôi chỉ ngồi với cháu 10 phút, tôi phải thay đổi hoàn toàn. Mặc dù mình trình độ cũng không đến nỗi. Cháu nó đơn giản thế này. Báo cáo với bác, ba cái môn đó ngoài đời chẳng cần nữa, mà trường Bách Khoa vẫn bắt cháu học. Cháu cái gì không cần cháu cũng học. Còn những môn nào cuộc sống cần thì bác cứ đến hỏi, cháu học giỏi cả lên. Còn mẹ cháu lo là không có bằng tốt nghiệp, rồi là không xin được việc làm. Hôm nay cháu nói với bác, để bác nói với mẹ cháu, mẹ cháu yên tâm, cháu nói mẹ cháu nghe. Cháu có cần xin việc ai đâu. Cháu hứa với bác là xong cái môn cuối cùng này là cháu ra lập công ty.
Ai xin việc cháu thì xin, cháu không xin ai hết. Và bây giờ nó đưa khoảng 30 người Nghệ An ra làm nó rồi. Và năm ngoái ấy, nó cho mẹ một cái xe ô tô 420 triệu. Cho mẹ 200 triệu để sửa nhà bếp. Cho mẹ một cái xe đạp để đi tập thể dục. Vì cháu với công chí biết Việt Nam, cháu nó bố chết khi mới học lớp 3. Nó thấy mẹ vất vả, nó quyết tâm làm để giúp mẹ. Té ra là cái đứa con mà mồ côi, ý chí nó khác. Nó rõ ràng là hoàn cảnh khác nhau, là phấn đấu khác nhau. Thế nó học như thế thôi. Còn ông biết kia nó nói tôi làm gì có bằng đại học. Thì ta thì bằng cấp thì rất nhiều, nhưng mà đỉnh cao thì rất ít. Tôi xin nói một chuyện ví dụ nữa. Tôi ngồi với anh Đống Ngạc, thư ký của đồng chí Lê Duẩn, sau này làm thư ký cho đồng chí Đỗ Mười. Khi trên đường sang Lào thì đồng chí Đỗ Mười có hỏi một câu là các cậu học nhiều, các cậu nghiên cứu xem Lào Việt Nam tại sao phát triển chậm. Thì chuyện này chuyện vui thôi, nhưng cũng nói là một thực trạng. Thì ông Đống Ngạc có nói thế này, báo cáo với Tổng Bí Thư là vì hai nguyên nhân, Lào á thì ít giáo sư quá, mà Việt Nam chúng ta là nhiều giáo sư quá. Tức là mình học cấp bằng cấp rất nhiều, nhưng mà kiến thức cơ bản thì rất thấp. Đây tôi sẽ nói cái lý do thêm ở trong. Đó là cái học thứ nhất tôi nói ngắn gọn thế. Cái học thứ hai thay đổi là thế kỷ 20 về trước là học để làm cán bộ, học để làm quan, học để làm thầy. Mẹ tôi không dạy tôi thế mà. Thì tôi nghĩ là làm quan, làm thầy rất quý, nhưng mà làm quan, làm thầy rất có giới hạn. Trong khi học để làm giàu chúng ta không ai dạy hết. Cái thứ sáu là thế kỷ 20 về trước là học đơn ngành, thì thế kỷ 21 trở đi là phải học đa ngành. Nó cũng đòi hỏi khác. Tôi xin nói câu chí này. Về học thì ở đây nếu có các thầy các cô ngồi đây, tôi đã nói Bộ Giáo dục rồi. Giáo dục phổ thông thì nên học Pháp. Giáo dục đại học nên học Anh. Giáo dục trên đại học nên học Mỹ. Giáo dục dạy nghề học nên bằng Đức. Giáo dục đạo đức là học Cộng hòa, học Nhật Bản. Và đào tạo công nghệ thông tin phải học Israel. Tôi lấy một cái ví dụ cũng có thời gian để nói. Tôi nói là tôi đến Cộng hòa Pháp, tôi nói Việt Nam chúng ta phải học. Tôi nói trong chính phủ rồi. Cộng hòa Pháp là cấp 1, cấp 2 là hoàn toàn thả ra các em tự do để bộc lộ năng khiếu. Sau khi hai cấp bộc lộ rõ năng khiếu rồi thì họ bắt đầu uốn vào cấp 3 và lên đại học, đi theo chuyên ngành. Vì các bác biết không, mỗi con người sinh ra có thể làm rất nhiều việc, nhưng làm giỏi thường là một vài việc thôi. Nếu việc đó có 50 phù hợp, một là phù hợp với sở trường, hai là phù hợp với năng khiếu, ba là phù hợp với khát vọng, bốn là phù hợp với đào tạo, và năm là phù hợp với thực tiễn, thì nó mới có đỉnh cao. Cho nên Pháp đã đào tạo là có đỉnh cao. Ta thì nói thật là cứ nghe nói thuế vụ dễ kiếm tiền thì bắt con học thuế vụ, nghe nói hải quan cũng dễ kiếm tiền hơn bắt con học hải quan, nhưng không hề điếm xỉ đến năng khiếu sở trường. Cho nên có nghề mà không có đỉnh cao. Một đứa con luộm thuộm mà chúng ta có học bác sĩ là chết rồi, nó bỏ băng gạc trong bụng nó không. Một đứa con thích bay nhảy mà lại học nghiên cứu, một đứa con thích nghiên cứu lại cho học chỉ du lịch thì cũng mới trở thành công. Cho nên cái cách đào tạo chúng ta là phải đào tạo trên cái nền tảng là năng khiếu sở trường. Thế giới là nói thế không? Còn ở Anh là đã là đại học thì học chuyên sâu một ngành nhưng hiểu biết những ngành có liên quan. Còn Mỹ đã trên đại học, đã là trên đại học là chuyên gia của thế giới rồi. Thì báo cáo công chí là cách đào tạo của thế giới là thế. Còn Nhật Bản thì giống nó, Israel thì là tôi nói các bác này. Nếu mà đào tạo công nghệ thông tin tôi đang nói này, nhất thế giới vẫn là Israel. Nhân đây tôi báo cáo với các bác ngồi đây này. Tôi đi Israel lần đầu, tôi thòm thèm, có 5 ngày tôi không kịp tiếp cận những cái mới của họ. Mà các bác biết không, tôi xin lần thứ 3 thủ tướng mới cho đi. Lần thứ nhất thủ tướng bảo thế này hợp ạ. Đi Israel không cẩn thận là mất quan hệ với 350 triệu người Ả Rập. Cho nên là cấp bộ trưởng nó rất hạn chế. Lần thứ 2 tôi lại lên xin, thủ tướng bảo hợp cân nhắc thêm.
Lần thứ ba lên đây, thủ tướng nói thế này, bây giờ tụi mình hỏi thật, sao họ phải tha thiết đi Israel thế? Tôi đã báo cáo với anh, tôi ở Bộ Thông tin cũng như Bộ Văn hóa, tôi tiếp cận chuyên gia Israel, tôi kính nể luôn. Tôi muốn đến xem đất nước này, tại sao họ lại đào tạo ra những con người như thế? Làm tận tụy, làm hết mình, làm sáng tạo. Ở Việt Nam chúng ta cũng tìm ra người thứ, không tìm ra, mà là họ làm cho mình. Khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nghe tôi nói thế, ông bảo thôi nếu hợp nghĩ thế cho hợp đi, nhưng mà không được tuyên truyền, và đi bằng visa chứ không được đi bằng hộ chiếu. Thì tôi đi, tôi sang cái bản vẫn tiếp tôi rất chú đáo, và bạn nói thế này: ở Việt Nam mới duy nhất có hai bộ trưởng đến đây. Bộ trưởng thứ nhất là bộ trưởng Nguyễn Công Tạng, là đi tăng dít qua để xem thôi. Ông Tạng nó cũng mày mò lắm, vì nhà ông ở gần nhà tôi. Nhưng mà đó là khi ông làm bộ trưởng nông nghiệp, nhưng mà không phải là chính thức. Còn tôi đi hoàn toàn chính thức. Đó là lần thứ nhất tôi nói các. Lần thứ hai tôi thấy tôi đi 5 ngày thòm thèm ngó. Khi tôi nghỉ hưu, tôi rủ 4 anh em trong hội truyền thông số đi lần thứ hai, tôi đi 11 ngày. Tôi có một cái bài chuyên đề nói về Israel. Tôi chỉ mong dân tộc mình có một cái tư duy bằng 1/3 Israel thì chúng ta sẽ có 4 năm Việt Nam trong tương lai. Thì tôi nói một cái ý thế này: Israel họ lấy nước ngọt, họ lấy nước biển, lọc thành nước ngọt để làm nông nghiệp, họ giàu nhất thế giới. Còn ta 4 mùa mưa xuống mọc lên mà lại đói. Khoai tây 300 tấn một hecta, dưa chuột 600 tấn một hecta, cà chua 500 tấn một hecta, sữa bò 12.000 lít năm bình quân trên ngon năm, kinh khủng. Mỗi nông nghiệp, mỗi công dân, mỗi nông dân của Israel nuôi được 90 được 90 người, tức là một lao động nông nghiệp là nuôi được 90 người, kinh khủng thế chứ. Tôi cảm giác những người ngoài hành tinh. Nhưng thôi hôm nay nói cái chuyện khác cũng có thời gian, tôi chỉ nói cái chuyện công nghệ thông tin thôi. Thì tôi sang lần thứ hai, các bác có 3 ví dụ thế này để các bác thấy nó tuyệt vời. Cái thứ nhất là tôi vừa thò mặt vào màn hình của hải quan, thì chỉ khoảng 15 giây thôi, thì hải quan của Israel bảo là: xin chào ngài bộ trưởng, chúc mừng ngài đã đến với đất nước chúng tôi lần thứ hai, mời ngài vào. Không hỏi một câu nào nữa hết. Việt Nam mình đi lần nào hỏi lần nào, mà tôi đi cách nhau là 9 năm ấy. Đó là cái thứ nhất. Nó ứng dụng công nghệ thông tin thì không ai qua hỏi. Cái thứ hai, cái ứng dụng thứ hai là thế này: đi khắp đất nước Israel không có một người bảo vệ nào, đi bằng cổng điện tử hết. Ngày xưa tôi đi là vân tay, bây giờ đi bằng khuôn mặt. Và vì thế không chỉ biết không, 20 vạn người Ả Rập ở trong lòng 7 triệu người Israel, 7 triệu người Israel ở trong lòng 350 triệu người Ả Rập đối kháng, và chưa bao giờ có một cuộc khủng bố nào. Tất cả là nhờ công nghệ thông tin, do nó học họ là thế. Cái thứ ba là báo cáo công đi đến Israel này, không bao giờ có đơn thư, không bao giờ có khiếu kiện. Vì gia đình kiến nghị gì với chính phủ là bấm máy ở nhà lên chính phủ, và chính phủ xử lý xong lại trả lời về nhà. Thì tôi nghĩ Việt Nam chúng ta mà có cái này thì tuyệt vời. Chúng ta chưa làm, chúng ta phải làm thôi. Hôm nay tôi nói các ông chí để suy nghĩ. Nguyên tắc là thế giới làm được, ta làm được. Tôi xin nói các ông chí là vừa rồi là Hội đồng Tư vấn Quốc gia mở tới đến nói cái chủ đề: bài học kinh nghiệm của Bộ Thông tin Truyền thông đưa hai ngành ngang tầm thế giới là viễn thông và công nghệ thông tin. Các ông chí muốn nói gì nói, đó là hai ngành ngang tầm thế giới. Thế tại sao các ngành khác lại không ngang tầm? Bài học đầu tiên là dũng cảm cạnh tranh toàn diện. Các ngành kinh tế của mình thích độc quyền, điện lực độc quyền, xăng dầu độc quyền, bao nhiêu thứ độc quyền. Đố công chí tiền mô hình nào độc quyền mà tốt hơn? Đó là bài học thứ nhất. Thì rõ ràng là chúng ta cũng thích nhất thế giới, chúng ta cũng phải thu. Bác Hồ nói là sánh vai cường quốc năm châu là hoàn toàn là hiện thực. Đó là cách học. Thôi thì tôi nói chẳng biết số mấy đâu. Thế kỷ 20 về trước á, là học những điều thành công trong cuộc sống để làm. Còn thế kỷ 21 trở đi là học trong đời, nhưng mà làm những cái trong đời chưa có thì mới thành công. Tôi lấy một hai cái ví dụ. Khi Mỹ đánh Iraq,
là cả thế giới sơ tán khỏi Iraq. Nhưng báo cáo của chị có 3 phụ nữ ở Sài Gòn đến với Iraq chỉ có 3 tuần thôi, mỗi người gặt hái được 1 triệu đô la để về. Chúng ta phải kính nể phụ nữ. Cách đây 3 tuần tôi có nói chuyện với phụ nữ là phụ nữ trong thời công nghiệp 4.0. Tôi nói công chí là phụ nữ trong thời 4.0 tuyệt vời lắm. Công chí lên Zalo, lên Facebook toàn phụ nữ. Tôi nói vui, phụ nữ là chỉ có đi thẳng về thẳng khi họ đủ 2 điều kiện. Một là hết tiền, hai là quên iPhone thôi. Họ đam mê lắm. Mà đam mê là nó có đỉnh cao. Và phụ nữ chỉ mềm yếu khi không biết làm chồng thôi. Cho tôi tiếp cận những người làm chồng giỏi của phụ nữ thì họ tự tin, tự hào đến mức đàn ông phải kính nể. Tôi xin nói là đất nước mình có 5 ông đàn ông giàu nhất Việt Nam thì cũng có 5 bà phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Không thua kém đâu. Tôi nói như thế là để thời đại bây giờ nó khác. Thế là ba bà sang thế nào? Đến sớm thì không làm ăn được, đến muộn đã đòn chiến tranh. Cho nên ba bà này bà tính toán rất giỏi. Bà tính là khi đất nước đang hòa bình thì nhu cầu khác. Nhưng nó chuyển sang chiến tranh là hoàn toàn thay đổi nhu cầu mà không ai tính. Ba bà phụ nữ này tính được. Chuyển sang chiến tranh Iraq cần 4 thứ. Một là cần bình ác quy, hai là cần nến, ba là cần đèn pin, và bốn là cần lương khô. Và các bà chở ra một tàu thủy bán hết về. Cho nên phụ nữ giỏi lắm, đơn giản. Tôi nói cái ví dụ đó nước ngoài nhé, tôi nói ví dụ trong nước. Tôi có ông bạn đi bộ đội với tôi về, đẻ 4 đứa con gái. Chắc ông muốn đẻ con trai, ông đẻ hơi nhiều. Năm nào về tôi mới cho. Thế mà năm 2001 tôi về, khi đó tôi làm chủ tịch tỉnh thôi. Tôi không ngờ mạng tôi giàu nhanh như thế. Tôi vào đến sân thấy có cái xe máy đậu dưới sân. Vào nhà thì là có tivi, rồi có bộ salon mới, có một cái đài cassette đang hát oang oang. Thế hỏi mày làm gì mà giàu nhanh thế? Mà trong bạn thì học lớp 9 rồi đi bộ đội. Nó một cái tư duy mà tôi là làm chủ tịch cũng phải suy nghĩ. Ông bỏ thế này. Anh Hợp ạ, năm nay bão vào Nghệ An ngày 28 tháng 10 âm lịch. Ngày xưa là công chí làm chủ tịch như là làm lãnh đạo như tôi là cứ chờ hết tháng 10 mà không có bão bắt đầu đưa dự phòng ra chia. Anh Thiếu có nhớ cái hình ảnh nó cũng đúng không? Bây giờ thì tháng 11 vẫn có bão. Thế ông ổn tin như này, 28 tháng 10 âm lịch bão vào Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Và ông bảo là lá chuối của ba tỉnh không kịp mọc để gói bánh. Ba cha con gái mà lên rừng chặt nứa, chặt lá dong về cầu cửa tiền bán. Chỉ có 10 ngày mua sắm được tất cả những thứ mà cả cuộc đời cũng làm được. Đấy, tư duy là cung cầu. Cho nên tôi nói công chí là thế giới bây giờ nó khác. Anh phải làm những cái mà cuộc sống cần. Anh làm những cái mà không ai làm thì mới thành công. Chứ anh làm theo những cái đã làm thì cũng có thể thành công nhưng không lớn lắm. Đó là một cái ví dụ như thế nữa. Một cái nữa là thế kỷ 20 về trước là học để tiến bộ, thì thế kỷ 21 trở đi là học để nhảy vọt. Cho nên là các cuộc cách mạng trước chỉ là một cái giống gạch nối của quá khứ và hiện tại. Đến cuộc cách mạng lần thứ tư này là một cái bước tiên nhảy lên trời. Nó khác hoàn toàn. Có những thế kỷ 20 về trước là giáo viên và cô giáo là giáo viên là cô là thầy, thì thế kỷ 21 này giáo viên vừa là cô vừa là thầy vừa là huấn luyện viên hướng dẫn. Và cái chuyện vận động viên vượt là hướng dẫn viên là chuyện bình thường, mà chúng ta cũng mong như vậy, hạnh phúc cũng như vậy. Thế kỷ 20 về trước là học để giải thích thế giới. Đi qua 3 giai đoạn. Có những giai đoạn thứ nhất là học để giải thích thế giới, giai đoạn thứ hai là học để cải tạo thế giới, và giai đoạn bây giờ là học để thay đổi thế giới. Nó hỏi cao hơn nhiều, nó khác hoàn toàn. Và vì thế cho nên là chúng ta không theo kịp, tư duy không theo kịp được. Và vì thế nên là Bộ Giáo dục Trung ương đặt vấn đề là phải cải cách toàn bộ cách đào tạo của chúng ta. Nếu không thì chúng ta lạc hậu lắm. Tôi xin nói với hội trường này thế này, tôi có ba cái kỷ lục mà không ai vượt qua tôi được. Kỷ lục thứ nhất, đi nhiều doanh nghiệp thành đạt nhất trên thế giới. Tôi đi khoảng 200 doanh nghiệp. Tôi đi khoảng 48 nước. Tôi đi 157 chuyến bay. Cứ mỗi nước là tôi phải đi bằng đường một cái trường đào tạo.
Vì sao các bác biết không? Không có trường đào tạo, không có đỉnh, không có trí thức, và không có trí thức thì không có đỉnh cao. Bàn cãi gì? Cái thứ hai là tôi đi đến nhiều doanh nghiệp nhất. Vì sao? Không có doanh nghiệp thì không có tiền, không có tiền thì không làm gì được. Đảng chúng ta là đảng phải lo cho doanh nghiệp phát triển. Thế giới là ta nghèo vì doanh nghiệp ta nghèo, ta yếu vì doanh nghiệp ta yếu. Tôi đến thăm cái tập đoàn Phan Telecom của Pháp, 13 vạn người, năm đó họ làm 122 tỷ đô. Tức là bằng toàn bộ GDP của Việt Nam tại thời điểm đó, của 86 triệu người. 13 người bằng 86 triệu người. NTT Nhật Bản là 11 vạn người, làm 110 tỷ đô la. Và Huawei Trung Quốc tôi đến, có 15.000 người, làm 34 tỷ đô la. Cho nên có thể nói là hình ảnh kinh tế của đất nước là hình ảnh doanh nghiệp. Tôi xin nói thế này, những cái doanh nghiệp giàu lên mà đất nước nghèo đi tôi không kể. Ví dụ như dầu khí, dầu khí là bán nguyên liệu hết. Tôi chỉ thích những doanh nghiệp làm giàu bằng cái đầu này. Thì tôi lấy ví dụ là Viettel. Tất nhiên có cả các ông chí Vinaphone, Mobifone ngồi đây đại diện. Tôi nói các ông chí là Viettel chỉ có một cái máy, một cái máy tính, một cái đầu, một cái ghế ngồi và một cái bàn để đặt máy, làm ra tất cả. Không có tranh chấp đất đai, bất động sản, không chiếm đoạt của ai. Thì giỏi như Viettel chúng ta thì bao nhiêu? 3 vạn người cũng chỉ làm được 12 tỷ. Cho nên rõ ràng là doanh nghiệp chúng ta không phải là nhỏ mà siêu nhỏ. Cho nên đảng bây giờ bị dồn sức lỗi doanh nghiệp. Và tôi xin nói xong nghe đặc trưng thứ hai là thế. Không còn thời gian để phân tích đặc trưng thứ ba. Là thế kỷ 20. À thế kỷ 21. Là thế kỷ của người máy. Không phải bàn cãi. Các ông chỉ thấy là người máy xuất hiện rất nhiều và rất nhanh. Các ông chỉ đến với cái nhà máy sản xuất ô tô của VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ở Hải Phòng, 72% người máy. Và tôi đi nói chuyện với các trường đại học, rất nhiều trường sợ cái này. Không biết có nên học không, bởi vì rồi thất nghiệp, người máy sẽ chiếm đoạt hết. Thì tôi hôm nay tôi giải mã cái này. Mà cái điều này tôi nói trước các trường đại học rồi. Tôi đề nghị các báo công chí, các cán bộ của Thái Hòa nhớ cho ba điều thế này. Cái thứ nhất, về nhận thức, thì nhớ ba điều. Cái thứ nhất là người thật làm ra người máy. Cái thứ nhất chúng ta mới nhớ như thế. Cái thứ hai, người máy làm theo sự phân công của người thật. Cái thứ ba, người máy làm vì lợi ích của người thật. Đó là ba cái nhận thức khác nhau. Các bác nhớ là tôi nói chỉ 3 đến 5 vấn đề thôi. Tôi gút lắm. Vấn đề thứ hai chúng ta phải nhớ. Thế thì người máy làm cái gì? Thì tôi ngồi tôi nhẩm ra người máy làm ba cái. Cái thứ nhất, người máy làm những việc mà người thật không thể làm được. Ví dụ, làm khí hậu trên 45 độ thì người máy làm được, người thật cũng làm được. Làm nhiệt độ dưới 15 độ âm, người máy làm được, người thật cũng làm được. Làm không có oxy, người máy làm được, người thật cũng làm được. Làm trên trời, người máy làm được, người thật cũng làm được. Làm dưới đất và làm dưới biển cũng vậy. Thì các bác có thấy không? Người máy ra đời là một sự phân công lao động tuyệt vời của thế kỷ 21. Mới sao chúng ta lại sợ? Thì đó là cái việc thứ nhất. Cái thứ hai, người máy sẽ làm những việc mà người thật làm năng suất thấp hơn. Ví dụ nhặt cái ốc từ đây đến đây thì người thật nhặt 8 tiếng là mỏi mệt, người máy làm hơn 4 tiếng không có vấn đề gì. Đó là cái thứ hai, tôi nói rất vắn tắt. Cái thứ ba, người máy sẽ làm những việc mà người thật làm ảnh hưởng đến tính mạng. Thì mất một người máy ta lại sản xuất người máy khác. Chứ mất một người thật là mất con người vô giá. Nhân đây tôi nói công chí là bây giờ lấy vợ đã khó nhá, đẻ con cũng khó nhá, nuôi con càng khó, dạy con còn khó hơn. Cho nên để có một người thật mà gọi là chỉnh chu là không đơn giản. Cho nên chúng ta phải tiết kiệm chứ, chúng ta phải nâng niu chứ, chúng ta phải trân trọng. Thì đấy, tôi nói cái ý thứ hai là rành rọt. Thế tôi nói vấn đề thứ ba, thế thì người thật làm cái gì? Chả lẽ người thật ăn chơi à? Thì tôi xin nói thế này, nhưng mà đây tôi cũng nói thế này, hình như các Marx dự đoán ở thời đại này.
Chứ ông Marx mới dám nói một câu là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Chỉ khi nào người máy nhiều làm ra của cải mới điều chỉnh cho người thật khó khăn và vấy được, chứ còn người thật mà điều chỉnh cho người thật là khó lắm. Không có anh nào siêng mà lại nhường cho anh nhát ăn, mà không anh nào mà thông minh chịu làm mà lại nhường cho anh lười nhát đâu. Mà nhân đây tôi nói về Thái Hòa và nói cả về miền núi. Ở Việt Nam chúng ta, ở Nghệ An chúng ta là đói nghèo có 5 loại đói ngoài. 5 loại đói nghèo phải xử lý khác nhau chứ. Cái thứ nhất là nghèo do thiếu vốn là phải hỗ trợ vốn. Cái thứ hai đói nghèo do thiếu trí thức là phải đưa chất trí về, đưa cán bộ khuyến nông về. Thứ ba là nghèo do thiếu đất thì phải điều chỉnh lao động. Thứ tư là nghèo do ốm đau bệnh tật hoạn nạn rủi ro thì nhà nước phải lo. Và thứ năm mà nghèo do lười nhác là phải giáo dục. Làm sao lại đưa là một ô được? Cho nên là các chúng ta suốt ngày là người nghèo có ngồi chờ, vì thấy mặt trận đi nhận ngồi chờ chia thì chết. Công chí biết không? Liên Xô khi sụp đổ là viện trợ 86 nước. Ông có bao cho ông nói Liên Xô không sụp đổ mới là lạ. Và ngược lại 86 nước được viện trợ thì cũng làm ăn hời hợt, cho nên cũng chẳng tiến bộ được. Việt Nam chúng ta tiến bộ là nhờ Liên Xô cắt viện trợ, không còn cái chỗ núp chúng ta buộc phải làm. Đấy, cái thời đại như thế cũng như này. Thế thì người máy tôi quan tâm đến là người thật làm những việc này này. Những việc liên quan đến văn học, chính trị, nghệ thuật, thời trang, chỉ huy, chỉ đạo phải là người thật. Người máy làm sao làm? Tiểu thủ công nghiệp tinh xảo phải là người thật. Tiểu thủ công nghiệp mà đại trà thì mới là người máy. Và các ông chỉ biết giá trị của tiểu công nghiệp là phải là tinh xảo. Kinh tế hộ rộng lớn phải là người thật. Kiểm tra khen chê thưởng phạt, truy tố xét xử phải là người thật. Đào tạo tập huấn bồi dưỡng cán bộ như ta đang làm đây là phải người thật. Chăm sóc sức khỏe nhân dân phải là người thật. Quy hoạch chính sách đối ngoại đối nội phải là người thật. An ninh quốc phòng thì phải là người thật. Cho nên đây là sự phân công tuyệt vời. Tôi nói nguyên lý để chúng ta rất bình tĩnh. Và chúng ta coi đây là một cơ hội. Một cơ hội vàng của thế giới dành cho chúng ta. Tôi nói trong vấn đề thứ tư là thời đại công nghiệp 4.0 là thời đại toàn cầu hóa. Không thể có cái chuyện là quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc. Chúng ta tôn trọng lợi ích quốc gia, dân tộc, nhưng mà trong cái cộng đồng của thế giới. Thế thì nhân đây tôi chỉ nói ngắn gọn thế này. Có thể các bác quên đi, mà các bác nhớ có 5 cái toàn cầu hóa. Không được quên. Cái thứ nhất là công dân toàn cầu. Chúng ta ngồi đây, chúng ta tác nghiệp với cả thế giới. Ngồi một chỗ nhưng mà quan hệ với cả loài người. Ngày xưa làm sao có? Một kỹ sư công nghiệp phần mềm mà cái hội chợ thông số của chúng tôi mỗi tháng là 100.000 đô. Mỗi năm một kỹ sư làm bằng 1 triệu đô. Mà 1 triệu đô tôi ngồi tôi nhẩm tính là bằng giá trị sản xuất tăng thêm của một huyện miền núi. Cho nên là nếu chúng ta có 1 triệu kỹ sư phần mềm thì đất nước chúng ta sẽ thăng hoa. Và điều đó là bác Hồ nói rồi. Thôi tôi nói thế là cũng hiểu. Công dân toàn cầu, chứ không phải là công dân của Việt Nam. Cái thứ hai là thị trường toàn cầu. Anh tính toán cái cung cầu của loài người, chứ không phải là tính toán cung cầu trong nước. Để chúng ta làm. Mà như tôi vừa nói mấy cái ví dụ. Và các ông chỉ biết là ngồi với thế hệ trẻ tuyệt vời. Nước nào, tôi nói các ông chỉ FPT. Khi Mỹ làm, tôi cảm thấy Mỹ là công nghiệp phần mềm giỏi nhất thế giới, thì tôi không nghĩ là FPT có thể vào được. Thế mà ông Trương Gia Bình đưa FPT vào Mỹ, chiếm đánh trận địa Mỹ. Phải tự tin. Trong đời làm cán bộ tôi nói thật công chí, tôi chỉ có 3 cái sợ thôi. Một là sợ những người thiếu tự tin vào chính mình. Hai là sợ thất bại mà không dám hành động. Và ba là thất bại rồi không dám tìm kiếm bài học để làm lại. Cho nên thế giới tôi nói câu rất quyết liệt. Thả đi chân què còn hơn ngồi yên một chỗ. Quyết liệt thế thì mới làm được. Cái thứ ba là nhân lực toàn cầu. Nhân lực bây giờ là toàn cầu. Bây giờ chúng ta thua cả Campuchia. Ông Sen tuyên bố thế này: Đảng cầm quyền là cầm thủ tướng. Trong nước nếu không có người nào tương xứng để làm bộ trưởng này, bộ trưởng kia, tôi thuê nước ngoài. Và khi tôi thuê người nước ngoài thì tôi cử 3, 2, 3 anh trong quy hoạch bám sát để học.
Làm thế nào vừa được trước mắt là có người làm, vừa đào tạo cán bộ chuẩn bị lâu dài. Thế như thế là khác chứ. Chứ ta là nhiều khi cứ nặng bằng được người trong nước, không cần thiết. Tôi lấy hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là tập đoàn hàng không dân dụng Việt Nam. Thì các bác biết rồi, cái ngành hàng không là ngày trước tôi bảo là phải an ninh, nhưng mà rồi cả tư nhân cạnh tranh hết ấy. Cho nên Việt Nam Airlines thành công là nhờ có cái cạnh tranh của Vietjet và của các hãng khác, kể cả Bamboo vừa rồi. Chứ còn nếu không có cái cạnh tranh này thì Việt Nam Airlines cũng lạc hậu lắm. Thế như các bác biết không, Việt Nam Airlines là hãng hàng không ngang tầm quốc tế. Hiện nay có ba ngành còn ngang tầm quốc tế là viễn thông, công nghệ thông tin và hàng không dân dụng Việt Nam thôi. Một là an toàn, an ninh tốt nhất, đặc biệt là an toàn cao nhất. Hai là nhân viên chuyên nghiệp nhất, và ba là hình thức cũng đẹp nhất. Thế tôi đánh giá như vậy tôi nói đâu. Nhưng các bạn có biết không, 50, hồi tôi hỏi là 56, bây giờ ít nhất phải trên 50. 50% phi công của Việt Nam Airlines là người nước ngoài. Thì nhân lực toàn cầu cho chúng ta làm đó. Chúng ta làm chủ, chúng ta bỏ tiền, chúng ta thuê. Và chúng ta học. Thì đó là có phải nhân lực toàn cầu. Nhờ nhân lực toàn cầu mà chúng ta ngang tầm thế giới. Cái thứ hai là công chí đến nhà máy sản xuất ô tô của VinFast, của ông Phạm Nhật Vượng. Thì công chí thấy thế này. Tôi nói cái này để so sánh tí thôi. Kể từ năm 54 đến nay là chúng ta đã qua 77 năm rồi, đúng không? Có nhà nước, biết bao nhiêu nghị quyết, biết bao nhiêu đề án, biết bao nhiêu thế hệ tâm huyết, biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà để sản xuất một cái xe máy cũng khó. Vì sao? Vì cái thể chế chúng ta. Tôi nhớ cái hình ảnh là khi Viettel thuê một chuyên gia nước ngoài làm điện thoại di động. Ông này là người Israel. Ông làm cho Nam Phi, ông làm cho Ấn Độ, là ông lấy lương một tháng 50.000 đô. Sang Việt Nam rất yêu cái đất nước này. Ông chỉ lấy 23.000 đô thôi. Thế thì anh Hoàng Anh Xuân làm văn bản lên tôi, Bộ trưởng. Tôi làm văn bản lên Thủ tướng. Thủ tướng cho làm thử 3 tháng. Là vì thế nào? Không thể trả cho ông nước ngoài. Dù đã giảm hơn 50% rồi mà vẫn bằng 100 ông công chức Việt Nam. Cơ chế không cho phép. Không làm được chứ. Còn bây giờ tôi nói công chí, ông Vượng thuê chuyên gia nước ngoài về thiết kế xe ô tô theo cái đề nghị của ông. Sau đó là ông ấy trả tiền luôn, ông mua bản quyền luôn. Rồi sau đó là ông lại thuê các nhà chế tạo ô tô sản xuất giỏi nhất của Liên bang Đức sang đọc bản thiết kế và thi công. Chỉ có 365 ngày chứ không phải 77 năm nữa, ra một dòng ô tô hiện đại nhất thế giới. Đó là ô tô nhãn hiệu Việt Nam. Thì nhất lực toàn cầu mới làm được chứ. Và ai biết ông Vượng trả bao nhiêu tiền? Cái kinh tế tư nhân nó có cái hay đâu. Nó tính toán hiệu quả, nó quyết. Còn nhà nước mình nó không làm được. Cho nên mình cũng không trách. Bây giờ cách tốt nhất là nhà nước làm sân chơi thôi. Còn để cho các doanh nghiệp tư nhân họ cạnh tranh họ làm. Thì tôi nói các bác là nên được toàn cầu là rõ. Cái thứ tư là ngôn ngữ toàn cầu. Nó phải ngoại ngữ thôi. Không có ngoại ngữ không hội nhập được. Không có ngoại ngữ là không thể đi ra nước ngoài tự tin được. Tất cả những người làm nước ngoài nói với tôi thế này. Khi nào cãi nhau được với cảnh sát, cãi nhau được với thẩm phán, thì lúc đó mới nhắm ra nước ngoài để làm ăn. Là tất nhiên là tiếng Anh thôi. Tất nhiên có người hỏi tôi đi, một tiếng để học tiếng Anh. Như bảo Bác Hồ nói, mỗi thứ học có một ngôn ngữ là biết theo một dân tộc. Thì thực ra chúng ta biết tiếng Anh là biết rằng có lẽ phải đến mấy chục dân tộc. Anh là Anh, châu Âu là Anh, Mỹ là Anh, Úc là Anh, New Zealand là Anh, Nam Phi là Anh, Ấn Độ là Anh, Bắc Ireland là Anh. Nhưng ngày xưa nước Anh nó bảo là mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh. Tôi nói thật các bác, ta đường nào thuộc địa quá khứ, giá như thuộc địa của Anh thì hay hơn. Anh nó thoáng hơn. Tôi sang toàn quyền Nam Phi là 21 tòa nhà nước Anh làm ấy.
Việt Nam mình toàn người Đông Dương được ngôi nhà nhỏ xíu. Khi tôi làm bộ trưởng là đặt vấn đề mãi để Pháp giúp làm nâng cấp cái nhà hát lớn. Ông đồng ý ông cho hai kiến trúc sư sang, mình tưởng ông giúp mình. Cuối cùng ông bắt mình trả lương. Pháp kẹt xỉn lắm, không đơn giản đâu. Cho tôi nói Pháp là đế quốc khai thác, mà Anh mới là đế quốc khai phá. Cho nên là học tiếng Anh là gần nhất. Thế còn nếu mà học thêm nữa thì có thời gian tôi phân tích. Bởi vì thêm một ngoại ngữ vẫn tốt. Thế sau đó thì mình là hợp tác nước nào mình học thêm ngoại ngữ nước đó. Cái cuối cùng là tranh nhập toàn cầu. Nếu không có tranh nhập toàn cầu thì mình không thể giàu. Mà ra muốn ra ngoài toàn cầu là nói thật câu chuyện tôi hay nói là phải nhảy vào nước xem nước nông sâu. Chứ còn ngồi trên bờ dự đoán mà giờ chính xác. Nhảy vào tuế ra mà. Ra kinh nghiệm, ra bài học, ra sản phẩm và ra chính bản thân mình. Tất nhiên phải nói là trước khi nhảy vào chúng ta phải tập bơi trước chứ không là chìm. Đương nhiên rồi. Và cái đặc trưng thứ năm là thời đại bây giờ là cho chúng ta một cái cơ hội rất tốt là thế này. Cái công nghệ thông tin nó cho cả loài người một mặt bằng như nhau. Cho nên nếu có cái điện thoại iPhone này, tôi vừa đi Mường Lống về, vừa đi Kỳ Sơn về, vừa đi Tương Dương về. Nếu xét về mặt truyền thông thì cái điện thoại này ngồi ở Mường Lống cũng như ngồi ở Thái Hòa, cũng như ngồi ở Vinh, mà thậm chí cũng như ngồi ở New York. Nó cơ hội như nhau chứ. Về mặt kiến thức, vấn đề là chúng ta làm như thế nào để bứt phá. Và cái này lát rồi thì nói về phần nghị quyết 13 tôi sẽ nói thêm chỗ này. Cho nên là cơ hội rất tốt. Chúng ta phải nói. Và tôi chỉ nói cuối cùng là thế này. Con người chỉ tự giác đến mức hoàn hảo khi có công cụ kỹ thuật giám sát và hỗ trợ trong quản lý. Chứ còn không có công cụ kỹ thuật thì khó tự giác lắm. Cách đây 15 năm tôi sang Đức về, tôi nói trong chính phủ rồi. Một cảnh sát Đức ra đường nói gì với dân, làm gì với dân cả nước biết. Thì họ nói chuẩn làm chuẩn. Còn mà cảnh sát của chúng ta ra đường là gần như là toàn quyền. Còn lệ thuộc cái phẩm chất và danh dự của từng cảnh sát một thôi. Nên mà nhưng công chí phải nhớ thế này. Khi con người ra đường mà toàn quyền thì bao giờ hành động cũng xuất phát từ rung cảm của con tim. Và sự phán xét của khối óc. Tôi gặp một cô gái xinh đẹp, đàn ông anh nào mềm lòng, mà đó là văn hóa đấy chứ. Gặp ông bạn nói trò rẻ như tôi ở Hà Nội thì không Hà Tĩnh cũng Nghệ An đồng hương rồi. Gặp một ông doanh nghiệp thì nhanh nhẩu nhét vào túi quần mình một phong bì thì không ít cũng nhiều cũng có tiền rồi. Và làm khác là đương nhiên. Và tôi xin nói thế này, đây tôi không phải đánh giá anh em cảnh sát. Tất cả anh em mình ra thay anh em cảnh sát làm cũng khó khác lắm. Nhưng mà nếu có máy theo dõi là tất cả giống nhau hết. Đấy, thời đại công nghệ thông tin. Tôi nói công chí là cái này là cái ứng dụng tốt nhất. Xin nói công chí là không cần phải ra nghị quyết, không cần hô khẩu hiệu, không cần phải la hét gì hết. Cứ ứng dụng là mọi người tự giác hết. Tôi nói cái ví dụ nhỏ. Một cái nhà trẻ chưa lắp camera, cô giáo nói khác, làm khác. Lắp xong là nói khác, làm khác. Không cần phải họp hành gì đâu. Và một cháu bé gửi vào nhà trẻ là ít nhất là 6 người theo dõi. Bố là 1, mẹ là 2, ông nội là 3, bà nội là 4, bà ông ngoại là 5, bà ngoại là 6. Ít nhất. Như thế nó cứ chỉ chuẩn. Cho nên đây, cái cơ hội thứ 5 là ứng dụng công nghệ thông tin, nó sẽ ra hết. Và các bác biết không? Nếu ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta không cần ý nhân mặt, cũng là tiết kiệm rồi. Tôi chỉ nói một cái ví dụ để các bác thấy thế này. Và đó là kinh tế số đấy. Công nghệ số nó đẻ ra chuyển đổi số và nó đẻ ra kinh tế số. Không có thời gian để tôi nói thêm cái chỗ này. Tôi nói ví dụ, tôi sang Israel không có một tờ giấy nào. Họ không cho nhập giấy và họ cũng không sản xuất giấy. Té ra những nước họ làm những cái mệnh lệnh hành chính, nó ép con người đến với khoa học công nghệ tốt hơn. Và đó là mệnh lệnh hành chính thông minh. Cho nên công chí sang Israel tất cả phải làm qua mạng hết. Nếu Việt Nam chúng ta cũng làm như Israel thì mỗi năm chúng ta tiết kiệm được 56.000 tỷ tiền giấy.
không nhỏ đâu. Thế rõ ràng không chứ thế không? Cái ứng dụng này nó ra tiền. Rồi như Israel này không có một người bảo vệ nào là tiết kiệm được khoảng như ta là tiết kiệm được nửa triệu lao động để đưa vào những lĩnh vực nó cần. Thế đây tôi nói công chí thế, thế quản lý đất đai, quản lý con người, quản lý tài nguyên, quản lý doanh nghiệp nó rất cần công nghệ thông tin. Bây giờ thì Đảng và Nhà nước đang đẩy rất quyết liệt. Tôi xin nói rất là vắn tắt xung quanh cái thời đại số là như thế. Bây giờ tôi nói sang vấn đề thứ hai là thế thì tiêu chuẩn cán bộ thời công nghiệp 4.0 khác cái gì? Thì tôi xin nói các ông chí là hoàn toàn khác. Thì tôi rất thích nói cho Nghệ An là vì tôi là quê hương Nghệ An. Tôi rất tình cảm với Nghệ An. Bây giờ tôi nói các ông chí thế này. Thực ra tiêu chuẩn cán bộ thời công nghiệp 4.0 là 5 tiêu chuẩn. Một là ngoại ngữ. Hai là vi tính. Ba là đạo đức. Bốn là tài năng. Và năm là tính. Thôi. Bây giờ vi tính với ngoại ngữ coi như tôi nói sơ rồi, cái đó là coi như cái điều kiện đầu tiên. Và tôi xin nói công chí cái máy tính này, anh không giỏi nhưng anh đam mê nó cũng trở thành giỏi, cái đam mê nó ra hết. Nhưng mà ngược lại anh giỏi mà anh không đam mê vẫn không có đỉnh cao đâu. Cho nên ông chí thấy tại sao trẻ con nó giỏi thế? Cháu tôi bây giờ nó mở máy ra nó làm xuất sắc, nó vì nó đam mê. Thậm chí là 3 tuổi là không có máy tính mở ra cho nó cũng chẳng ăn nữa. Thôi thì hai cái đó tôi phân tích, tôi chỉ phân tích 3 cái còn lại. Đức, tài và bản lĩnh. Tôi sẽ nói tại sao thêm bản lĩnh. Trước hết phải nói thế này, đức và tài là cái từ trước đến nay. Từ cổ chí kim đều tôn trọng hai cái này. Thế nhưng mà trong thời công nghiệp 4.0 nên nội hàm nó khác. Tôi sẽ nói cái nội hàm. Nhưng khi nói cái hội hàm thì tôi phải nói thế này. Bây giờ rất nhiều người hỏi tôi là đức và tài thì cái nào cần trọng cần hơn? Thì tôi xin nói thế này. Trong thời đại công nghiệp 4.0, đức và tài cần như nhau. Đức là điều kiện cần, tài là điều kiện đủ. Đức là mảnh đất màu mỡ, tài là hạt giống tốt. Hạt giống tốt phải gieo lên mảnh đất màu mỡ nó mới có năng suất cao. Đấy. Quan hệ giữa đức và tài tôi nói có gì thế? Tôi nói vài lời lãnh tụ nói nữa. Tôi ví dụ thế cho là ông Lý Quang Diệu là một nhà tư sản, mà ông nói với đức và tài rất chuẩn. Mà ông nói cách đây 15 năm rồi, tôi đọc tôi ghi. Ông bảo thế này: người có đức mà không có tài thì dễ trì trệ. Nhưng người có tài mà không có đức thì dễ hỗn loạn. Mà ở đời hỗn loạn còn khổ hơn trì trệ. Tức là có cái anh có tài mà không có đức. Mà tôi ví dụ là hồi tôi còn ở đây tôi đi xem bóng đá, hôm nào mà en nhau hỗn loạn là hôm đó xem chẳng xem được những đồ nơi làm. Cho nên rất cần cái trật tự. Mà muốn trật tự là phải người có đức. Chứ người có tài mà không có đức là hỗn loạn. Người thứ hai mà tôi thấy nói rất chuẩn giống nhau đó là Khổng Tử. Khổng Tử ông nói rõ hơn tí thế này: người có đức mà có tài là vĩ nhân, người có tài mà không có đức vẫn là tiểu nhân, và người có đức mà không có tài vẫn là quân tử. Ở đời là phải tập hợp được vĩ nhân, quý tụ được quân tử và vẫn phải tránh tiểu nhân. Tôi nói thêm một tí đức tài. Thế còn ông Lê Thánh Tông thì ông nói 4 tiêu chuẩn để chọn lý trưởng, thì tôi thấy ông nói 2 tiêu chuẩn tài, 2 tiêu chuẩn đức coi như nhau rồi. Nhưng mà ông lại nói tài trước đức sau. Nhân đây tôi nói công chí vì tôi họ Lê cho nên tôi nghiên cứu các ông vua họ Lê kỹ lắm. Tôi thích nhất ông Lê Thánh Tông. Nhưng mà công chí biết tại sao ông trở thành nhà vua Minh Anh Minh nhất, cầm quyền suốt 37 năm do ông Nguyễn Xí dựng lên từ năm 1460 đến năm 1497. Thì ông đưa ra 4 tiêu chuẩn là thế này. 4 tiêu chuẩn chọn lý trưởng, hay nhất ông chọn lý trưởng như ta bây giờ là chọn cấp xã. Ông này ông nói là cấp xã, cấp lý trưởng là quan trọng nhất. Lý trưởng làm sai coi như vua mất uy tín. Ông ấy chọn cái cấp lý trưởng làm quy hoạch trước là hoàn toàn chính xác. Ta toàn lo cấp trên lại cũng lo cấp dưới. Hồi mà bàn với vấn đề cán bộ xã báo cáo ông chí, tôi là một người phát biểu nhiều nhất.
Mà tôi nói câu mà bây giờ cả Trung ương vẫn còn nhớ, tôi bảo cán bộ xã hiện nay, tôi hồi đó ba nhất, nhiều việc nhất, lương thấp nhất và ít học nhất, nên làm sao mà làm được. Các ông chỉ cứ lo đại học trên Trung ương, đại học ở tỉnh, đại học ở huyện, đến xã là hết. Mà tôi nói thật công chí này, cái cấp làm gần dân nhất là cấp khó nhất. Cho nên chúng ta phải quan tâm, ông phải học lên sách đâu. Ông nói thế này, học lực sinh đồ, bốn tiêu chuẩn chọn lý trường này, học lực sinh đồ, gia tư hảo túc, đức hạnh ôn hòa, ngôn ngữ khả tín. Dễ nhớ lắm. Ta bây giờ là bản lĩnh vững vàng, chẳng biết thế nào mà đo được. Tôi xin nói công chí, tôi đi bộ đội là có ông bạn tôi ở Nghi Long, Nghi Lộc. Khi huấn luyện ở Thanh Như Xuân Thanh Hóa là ông viết một cái thư bằng máu bảy trang. Cả tiểu đoàn 10, trung đoàn 22 của chúng tôi là học tập. Vào đến Khe Tranh đánh trận đầu tiên ông bỏ chạy mất tang. Chẳng nói cái gì. Nó phải có thực tiễn. Mình lúc đó ông dám lấy lưới lam chích máu ông viết thì mình cũng nể. Nhưng nó hình thức hết. Thì mới có thực tiễn là thế này. Thì tôi hỏi bố tôi thì học lực sinh đồ là thế nào? Mà học lực sinh đồ là học sinh giỏi tập trung ở huyện. Gia tư hảo túc là vậy, gia đình khá giả biết làm ăn mới được chọn làm quan. Còn đức hạnh ôn hòa là làm với dân là phải nhưng nhu mì ôn hòa, chống nóng được. Mà ngôn ngữ khả tín là làm với dân là dân phải tin, nói để làm để chứng minh lời nói. Đấy. Chúng tôi có thêm một tiếng, tại sao ông Lê Thanh Tông là trở thành ông vua anh minh? Thì tôi rất sợ là quan chúng ta nếu mà cứ phát triển đều đều, khó đổi mới lắm. Tôi nói các ông chí là khi bà mẹ ông Lê Thanh Tông vào thăm chị là ở trong cung hoàng hậu, thì vua Lê Thái Tông lúc đó nhìn thấy em vợ xinh quá, ông giữ lại luôn. Và sau đó nó có thai. Có thai thì khi đẻ ra cái bà mẹ vua, cái bà vợ vua lúc đó là bà Nguyễn Thị Anh, người Thanh Hóa. Thì lúc đó nhà Lê đã ở Thanh Hóa ra hết mà. Thì bà tung tin là vì thấy nhà vua ưu ái cái bà này quá. Bà tung tin là bà này đẻ con hơn 10 tháng là đẻ ra quỷ chứ không phải đẻ ra người, hầu họa cho triều đình và hãm hại cả mẹ con. Nhưng mà rất may là vua Lê Thái Tông là rất quý bà này, rồi được hai ông quân sư là ông Nguyễn Chí là quân sự và ông Nguyễn Trãi là chính trị bàn với nhau tìm cách cho hai mẹ con thoát ra ngoài. Và bà Nguyễn Thị Anh này bà nói một câu tôi thấy đúng là phụ nữ không đơn giản. Bà bảo là làm vợ vua không sướng mà làm mẹ vua. Vì vợ vua nó rất nhiều người nhưng mẹ vua chỉ một người thôi. Và bà tìm một cách hãm hại cả chồng để đưa con mình lên làm vua sướng. Thế thì hai mẹ con vua Lê Thánh Tông ra ngoài đi xin ăn, sống hết chùa này chùa kia. Cứ lăn lộn trong đời sống dân cư, biết hết cái khổ của dân, biết hết cái mong của dân, biết hết cái khát vọng của dân. Trước khi lên làm vua, ông cải cách. Cho nên công chí cái giá trị nó thêm cái tí đó để thấy cái xuất phát điểm của cán bộ là khác nhau, nó sẽ có cái công hiến khác nhau. Thế thì từ đó để nói cái đức và tài tôi nói thế. Thế bây giờ đi vào thì không có thời gian để phân tích, thì tôi xin nói công chí ghi đầu dòng, tôi nói ngắn gọn thôi. Đức trong thời 4.0 là ba đo bằng ba tiêu chuẩn. Thì tôi nói cái chuyện 30 năm để công chí nhớ. Tiêu chuẩn đầu tiên của người có đức là gương mẫu. Đã là cán bộ là phải gương mẫu. Tôi nói thật công chí, không gương mẫu không thể gọi là cán bộ được. Mà sớm muộn mất thì đảng ra nói đúng rồi. Tôi không phân tích. Tiêu chuẩn thứ hai của đức là phải dân chủ. Các ông chí nên nhớ khi Bác Hồ làm chủ tịch 95% dân một chữ. Bác vẫn tôn trọng dân. Ta bây giờ dân 95% có chữ mà mày không tôn trọng được đâu. Dân chủ là cách tốt nhất để tập hợp trí tuệ. Dân chủ là cách tốt nhất để ít phạm sai lầm. Và dân chủ là cách tốt nhất để thông thoáng tư tưởng nội bộ. Cho nên hồi tôi đang làm việc, tôi nói thật công chí, tôi chỉ có ba sợ khi làm chủ tịch bí thư Nghệ An. Tôi nói trước thường vụ. Sợ đầu tiên là sợ thường vụ không đoàn kết. Sợ thứ hai là sợ Thiên Chúa giáo không yên. Sợ thứ ba là sợ người Mông mà biên giới không ổn. Tôi dồn sức tôi làm quyết liệt. Thì như thế đoàn kết là quan trọng nhất. Thì báo cáo công chí là chúng ta nói như thế để chúng ta thấy là cái dân chủ. Và tôi làm lãnh đạo thường vụ, khi tôi kết luận mà thường vụ chưa phát hiện ý kiến là tôi cũng chưa tự tin để kết luận.
Bởi vì mình không thể kết luận ý kiến những người đã phát biểu chưa chắc đã thay thế cho những người chưa phát biểu. Có thể là một buổi là 30 phút thì chia đều ra mỗi người 5 phút, nhưng người nào phải nói. Người dân chủ là quan trọng. Cái thứ ba mà nói là một người có đạo đức, là một người có nếp sống văn hóa. Tôi xin nói với hội nghị này, có 5 đồng chí cán bộ trung ương, trung cao cấp trung ương gặp tôi, xong ra về tôi nói với anh em xung quanh, ông này nếu không sửa sớm muộn cũng chết. Mà bây giờ cả 5 ông chết rồi. Là vì sao? Thiếu văn hóa. Thiếu văn hóa. Cho nên tôi vẫn nói thế này, người có đạo đức bao giờ cũng tỏa ra bên ngoài bằng văn hóa. Người có văn hóa là bởi bên trong họ có cốt cách là đạo đức. Cho nên công chí phải hiểu, đạo văn hóa là tinh hoa của đạo đức. Gặp một người không có văn hóa buồn lắm. Nhân đây tôi nói cái chuyện vừa, chuyện ví dụ luôn cho các bác nhớ. Khi tôi làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, thì trong cái cuộc tổng kết ngành năm 2006, thì rất nhiều đại biểu hỏi tôi là Bộ trưởng là người hay tổng kết, thì theo Bộ trưởng như thế nào là một người có văn hóa? Trưa tôi không ngủ được, tôi phải suy nghĩ để chiều kết luận trả lời chứ. Mà nói thật các bác, bây giờ mà định nghĩa một người có văn hóa theo kiểu Hàn Lâm Học Viện thì dài mà chưa chắc là làm. Chiều hôm đó tôi tổng kết, tôi trả đáp. Năm ngoái tôi đi dự đám cưới quan đồng chí Nguyễn Văn Tình, cục trưởng, và lấy quan đồng chí bộ trưởng Nguyễn Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điểm. Thì anh em sợ, anh em văn hóa đến nỗi dự đám cưới đông níu tôi lại, bảo ba cái định nghĩa của anh về một người có văn hóa vẫn còn nguyên giá trị. Thì giờ tôi nói cái đó cho công chí nghe. Thì quan điểm tôi thế này, văn hóa là phạm trù lớn lắm, cho nên tôi có ba cái thước đo để đo. Vì một thước thì khó đo lắm. Thước đo thứ nhất là văn hóa ứng xử. Thước đo thứ hai là văn hóa trí tuệ. Anh em mình ngồi đây là phải văn hóa trí tuệ. Thước đo thứ ba là văn hóa vật chất. Cái mà đảng chúng ta hiện nay nó vướng. Thì tôi định nghĩa thế này, một người có văn hóa là một người xuất hiện ở đâu cũng làm cho người khác thì dễ chịu. Xuất hiện khó chịu là thiếu văn hóa. Ta thì khó chịu nhiều lắm. Cái định nghĩa thứ hai là một người có văn hóa là một người mới gặp thì ngại, nói chuyện thì khoái, chia tay mong ngày gặp lại, gặp rồi mà không muốn gặp lại là thiếu văn hóa. Cái thứ ba, không thể không nói đến văn hóa vật chất. Một người có văn hóa là một người luôn luôn hưởng thụ bằng thành quả lao động của mình. Đảng ta bây giờ không biết thế nào đào tạo ra những cái cán bộ tham lam thế thì làm sao mà tồn tại. Tôi xin nói các bác thế này, tất cả những đồng tiền chân chính bao giờ cũng giúp mình làm những điều chân chính. Tất cả những đồng tiền nhớ bẩn thì bao giờ cũng nhuộm bẩn mình. Điều đó điều tổng kết. Nhân đây tôi mà nói một tí là nữa, thì từ đó thì tôi nói đến cái chuyện này. Khi tôi sang Nhật Bản thì tôi làm việc với ông Bộ trưởng Nhật Bản. Tôi nói thế này, tôi rất ngưỡng mộ nền văn hóa Nhật Bản của ngài. Ngài có thể khái quát cho tôi mấy chữ để tôi triển khai ở Việt Nam được không? Mà trước khi tôi ngồi hỏi ông ấy, tôi nói ba cái khái niệm của tôi cho ông hiểu. Thì ông ấy hỏi lại tôi, thế thì ngài ngưỡng mộ nền văn hóa Nhật Bản là ngài ngưỡng mộ cái gì? Thì tôi nói công chí là tôi ngưỡng mộ nền văn hóa Nhật Bản 5 giá trị cốt lõi. Gạch đầu dòng ta làm. Tôi nói thật công chí, ta có làm quyết liệt 50 năm nữa cũng không có nền văn hóa như Nhật Bản đâu. Thậm chí hàng trăm năm. Văn hóa Nhật Bản là văn hóa đẳng cấp của loài người. Với 5 giá trị cốt lõi, đơn giản làm được, cũng không làm được. Người Nhật Bản rất yêu quý trẻ thơ. Con trai Nhật Bản lấy vợ mà có con không bao giờ bỏ con. Ta thì bỏ vợ rồi bỏ luôn cả con. Mà thậm chí là coi như con của ai, không phải con mình. Tôi nói văn tắc tôi. Cái đặc điểm thứ hai, cái giá trị cốt lõi thứ hai là người Nhật Bản rất yêu thương phụ nữ. Đã lấy vợ là rất ít khi bỏ vợ, vì bỏ vợ là khổ con. Và nếu như không hợp nhau phải chia tay thì tạo mọi điều kiện tốt nhất cho vợ. Ta thì chia từ cái bình muối cà để đi cả nhau. Cái thứ ba là người Nhật Bản rất kính trọng người già. Công chí sao mà xem, lên xe trước là các cháu nó đỡ các từng ông lên nhường chỗ ngồi.
Cái thứ tư là người Nhật Bản rất kính trọng người giỏi, rất tôn vinh người giỏi. Ta là người giỏi nhiều khi chúng ta lại mặc cảm. Và cái thứ năm, người Nhật Bản rất nghiêm túc với người xấu. Tôi hỏi ông một trưởng thì cái nghiêm túc là thế nào mà thế này. Người Nhật Bản đi tù họ không sợ đâu, vì đi tù là giống nhau hết. Nhưng mà sợ nhất ngoài đời dân cách ly, dân không chơi, vì anh không chuẩn. Cho nên nó sợ lắm. Họ phải sống làm thế nào để mọi người xung quanh đều quý mình, đều tin mình. Còn ta đi tù về xăm tay xăm chân vung lên dọa mọi người. Thế thì văn hóa như thế không? Thì tôi nói xong thì ông nói thế này: ngài hiểu văn hóa Nhật Bản như thế là rất quý, nhưng mà giờ văn hóa mà khái quát thành mấy chữ như ngài nói khó quá. Nhưng thôi, tôi mạnh dạn nói mấy từ trước, sau này tôi với ngài gặp nhau chắc phải bổ sung thêm. Tức là ông vẫn chưa tin là đủ, chưa tự tin là đủ. Nhưng sau đó tôi đã làm sang được chịu Bộ Chính trị điều sang làm Bộ trưởng Bộ Thông tin mất rồi, thì cũng có cơ hội gặp lại ông. Tôi có sang một lần, nhưng lúc đó về làm việc với Bộ Thông tin thì ông nói đơn giản thế này: nếu xét đến cùng, nền văn hóa Nhật Bản là một nền văn hóa không làm phiền người khác. Nếu buộc phải làm phiền như đi viện mà làm phiền bác sĩ, thì phải biết ghi ơn, phải biết nhớ ơn và phải tìm mọi cách để trả ơn. Đấy, văn hóa Nhật Bản tuyệt vời. Ta thì nhờ 10 việc mà làm 9 việc rồi, không một việc không làm được, vẫn có thể nói sống. Thế thì cái văn hóa đó cũng ổn. Văn hóa đó không ổn, luôn luôn đặt mình cao hơn cái mình có. Thì tôi nói các ông chí đó là Đức và sống Đức nhé. Tôi nói sống phần này tôi giải lao. Về trẻ tài, tài tôi đề nghị các ông chí nhớ 3 tiêu chí. Cái tài đầu tiên là tầm nhìn. Xã có tầm nhìn của xã, huyện có tầm nhìn của huyện, trên cái nền tảng tiềm năng lợi thế của huyện mình. Thôi bây giờ nói chuyện tầm nhìn của huyện thì khó, tôi nói vài tầm nhìn trung ương tí, đúng không? Người ta lờ lông của nó tôi nói. Tôi nói trước hết là tầm nhìn của Dubai. Tôi có cái hay thế này, tôi làm chủ tịch hội truyền thông số, toàn những người anh em làm số hóa họ mời tôi đi suốt. Họ bảo đi với bác một chuyến bằng một cái lớp tập huấn. Bác đừng lo tiền nóng nha, cháu lo. Tôi là thầy công ty tôi chỉ đi không. Thì tôi nghe nói Dubai nó hiện đại nhất thế giới. Thì tôi nói tôi đi Dubai. Thế là bốn thầy trò rủ nhau đi. Tôi sang Dubai tôi ngưỡng mộ mãi cái nhà vua Mắc Thun của Dubai. Ông nói có 3 câu, không có nghị quyết, không có thông báo gì đâu. Cả nước thuộc, cả nước nhớ, cả nước làm. Câu thứ nhất, tôi chắc là tầm nhìn ấy. Ông bảo là dầu mỏ là trời cho, không phải là mãi mãi. Dubai phải biến cái trời cho có giới hạn thành một ngành kinh tế không có giới hạn, vào làm du lịch. Nhà to nhất thế giới, khánh thánh đường to nhất thế giới, khách sạn sang nhất thế giới thì đủ chuyện nhất hết. Câu thứ hai ông nói cũng hay: lấy gì trong lòng đất không được ăn đi mà phải trả lại bằng công trình trên mặt đất thì mới có du lịch. Câu thứ ba: hãy lấy tiền dầu mỏ trời cho và trí thức của nhân loại để làm ra những công trình vĩ đại nhất của nhân loại trên đất Dubai. Có 3 câu. Bây giờ chúng ta thấy cần gì nói nhiều. Bác Hồ chúng ta là thế thôi. Nói thêm về nó Bác Hồ tí nó công chí bảo mình tôi không hợp, không nói gì trong nước. Năm 45 bác ốm gần như cũng không thể qua nổi. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đến thăm thì bác gượng dậy bác nói một câu: dù có phải đốt cháy cháy Trường Sơn cũng quyết tâm giành độc lập trong năm nay. Đó là tầm nhìn. Câu thứ hai là năm 1967 tôi ngồi với anh Vũ Kỳ, anh nói tôi là người chịu khó mày mò lắm. Thì ông nói thế này: năm 1967 bác yếu lắm rồi, bác vẫn viết cho tôi cái lịch đi thăm Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân. Đến nơi đó mới biết là tầm nhìn của bác. Bác gắn đến đó để bác nói cái thông điệp cuối cùng. Bác bảo Mỹ có chịu thua Việt Nam cũng thua trên bầu trời Hà Nội. Thì Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân mới cải tiến tên lửa Liên Xô chứ, đúng không? Tên lửa Liên Xô nó bay dưới 10 km, Mỹ thừa biết. Mà nó không nghĩ rằng chúng ta cải tiến bắn được 14-15 cây, Mỹ bay 12 cây, rơi hết. Công chí thấy không? Ốm nặng, sức yếu mà bác vẫn làm việc. Và năm 68 là lúc nó rất ác liệt. Bác vẫn nói chậm lắm là năm 1975, đất nước chúng ta sẽ thống nhất Bắc Nam xung họp một nhà.
Nhân đây tôi muốn nói đến thị xã một tí, đô thị. Tôi học quản lý đô thị ở Liên Xô. Thì tôi thấy là nhà vua, gọi là Nga Hoàng, vua Nga Hoàng, ông nói có ba câu thôi, ba cái sắc lệnh mà ông quản lý các đô thị Nga hiện đại đến bây giờ. Tôi cũng nói nhiều rồi, khi tôi làm lãnh đạo tỉnh tôi cố gắng làm, nhưng mà tôi đi rồi là có. Công chí biết không, tôi làm con đường, con trung đó là tư tưởng của tôi là giờ học đô thị ở Nga mình mới làm được. Thì ông nói thế này, đối với đô thị cũ và đô thị cổ, muốn làm nhà cao, muốn làm nhà cao bao nhiêu mét, vừa để đó đường chào rộng bao nhiêu mét, được làm nhà cao bao nhiêu mét. Sắc lệnh ông cũng 16 chữ thôi mà ai nhớ. Tức là thực ra cái thượng tầng này nó lệ thuộc cái hạ tầng. Thế bây giờ đường này nhỏ, rồi thoát nước thì nhỏ, mà ta đưa một cái nhà to mà người nhiều, rác nhiều, xe nhiều thì nó không tắc. Đơn giản thế không? Sắc lệnh thứ hai, đối với đô thị mới, nói cái này để thoát được thế gọi là thì đỉnh làm nhà cao bao nhiêu mét, phải làm đường rộng bấy nhiêu mét. Sắc lệnh thứ ba, tất cả những ngôi nhà mặt phố, nhà vua phải duyệt thiết kế, duyệt quy hoạch và duyệt ngày khởi công và duyệt ngày khánh thành mới được làm. Trong con di sắc Nga thấy đường phố thẳng băng. Ta thì cái thị xã này, thị xã một đường nó nhôm nhòm lắm, khó lắm, không phải dễ đâu. Tôi nói công chí tư duy thế. Nhân đây tôi nói tí để công chí thấy, khi tôi làm chủ tịch Nghệ An này, thì tôi mở đường Quang Trung Vinh, là tôi mở 45 mét ấy. Ra thường vụ thảo luận, thường vụ thấy to quá, rộng quá, trong lúc mình đang nghèo. Thường vụ to 1 mét. Thì tôi không bao giờ trách thường vụ, bởi vì tôi không đi học quản lý đô thị thì tôi như thường vụ. Nhưng mà tôi nghĩ thế này, mình làm thế nào vừa tôn trọng thường vụ, nhưng mà vừa tôn trọng tương lai. Mà tương lai là của thế hệ sau. Đêm nay công chí tôi ngủ xong, tôi vẫn dậy, tôi lấy cái thông báo của thường vụ tôi đọc. Và tôi lóe sáng. Vì sao công chí biết không? Thường vụ quy định đường 21 mét, mà thường vụ không quy định vỉa hè bao nhiêu mét cả. Tôi đẩy lên vỉa hè mỗi bên 55 mét. Bây giờ có mở tiếp lấy 10 mét nữa, vẫn còn 15 mét. Như thế là mình vừa tôn trọng thường vụ, vừa tôn trọng tương lai. Hay là cái hồi đó tôi làm phó bí thư Vinh, vì tôi học quản lý đô thị về, thì tôi thấy cái phong trào dân bán đất 400 mét, 500 mét ra mua là có 70 mét với 50 mét mặt đường. Tôi lên TV tôi nói, cuộc cách mạng mà thành phố đang làm là cuộc cách mạng đưa đường lớn về nhà, chứ không phải là cuộc cách mạng bán nhà để ra đường. Bán nhà to để ra là ra đường ở nhà ống. Các bác chịu khó ở vài năm nữa đi, chúng tôi sẽ đưa đường cho các bác. Bây giờ các bác gặp tôi là các bác cảm ơn. Tức là mình phải nói là cái tầm nhìn, mà tầm nhìn vì dân. Thì tôi nói câu chí đó là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai của người lãnh đạo, tiêu chuẩn thứ hai của tài là sao? Là biết tập hợp cái tài của người khác. Bây giờ báo cáo anh Vinh ngồi đây cũng là người thừa kế một gia đình rất là truyền thống. Thực ra cái tài của Bác Hồ, cái tài của Lenin, cái tài của các thế hệ đàn anh là tài tập hợp. Chứ làm sao Bác Hồ biết hết được? Một người có tài là một người biết tập hợp cái tài của người khác. Không tập hợp được cái tài người khác đồng nghĩa là bất tài. Một người mà làm quản lý mà tất cả người tài quy tụ về là người có tài. Nhưng mà còn tất cả người có tài tìm cách rú áo ra đi là bất tài. Thước đo tài năng là thước đo tập hợp người tài. Cái thứ hai thế này, tôi nói thế không hiểu, tôi không phân tích. Nếu có điều kiện tôi ví dụ của những chuyện của thế giới, tôi ghi chuyện Chitalin, chuyện của Lenin, mà chuyện của Bác Hồ chúng ta. Tôi nói công chí nhé, ta bây giờ đào bạt cán bộ phải là một là phải biên chế, hai là phải đảng viên, đúng không? Bác Hồ ngày xưa đề bạt là chỉ có ba tiêu chuẩn thôi, đức tài và yêu nước. Bác mời 21 ông học ở Paris về thì làm gì có công đâu, toàn con nhà giàu hết đi. Nguyễn Văn Huyên, Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, rồi thì là Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, suốt đời cống hiến cho công nông. Nên chúng ta phải có cách tập hợp người ta. Chứ còn nếu trong nhà nước cả thì cũng được, nhưng mà chắc là không đủ. Chắc là không đủ. Bây giờ có hai cái thành phần người tài, tôi thấy chúng ta bỏ rớt, một là Việt kiều. Khi Bác Hồ mời về đó là có 20 vạn Việt kiều thôi, mà còn Bác về đưa việc mấy chục. Còn bây giờ 5 triệu Việt kiều. Cái thứ hai là kinh tế tư nhân.
nhiều người tài lắm. Chúng ta phải mở ra cái tập hợp người tài. Cái thứ ba của tập hợp người tài, cái thứ ba của tiêu chuẩn tài, nó tài mới có sản phẩm. Tôi xin nói một cái chuyện, Hội đồng Lý luận Trung ương mời tôi đến, tôi nói mà cả Hội đồng Lý luận Trung ương cũng cười. Trung ương đưa một lúc 44 người về làm phó bí thư tỉnh ủy. Sau 2 năm nữa là đưa về làm bộ trưởng hết. Tôi bảo là phó bí thư tôi không làm rồi, bí thư tôi không làm rồi, chủ tịch tôi không làm. Tôi định nghĩa phó bí thư thế này, nhân đây đồng chí Sơn, tôi nói là nó cán bộ luân chuyển thôi, chứ còn cán bộ tại chỗ lên có được quá trình rồi. Tôi cảm thấy thế này, phó bí thư là một chức danh có năng lực và rất khó thể hiện. Vì bí thư ngồi bên chủ tịch, ngồi bên mình thể hiện thế nào, không cẩn thận thể hiện mất luôn. Cái thứ hai là nếu không có năng lực thì cũng không bộc lộ, là vì cũng quyết cái gì cả. Tôi nghĩ là ông thứ trưởng cần, là ông cần cái thực tiễn thì tôi cho xuống làm bí thư chủ tịch huyện luôn, chứ không cần cái hàm phó bí thư tỉnh ủy. Quan điểm tôi. Và học Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc họ chọn một lúc 10 ông thứ trưởng giỏi, ném xuống 10 tỉnh nghèo nhất xem anh làm thế nào. Sau khi khoảng 5 anh thành công, rút ra làm cái tỉnh giàu nhất xem anh làm thế nào. Sau khi đó có 2 ông thành công đưa lên Trung ương làm phó chủ tịch nước và chuẩn bị làm thủ lĩnh trong tương lai. Là vì sao không chứ biết không? Mà phải làm 5 năm nữa. Và phải đo sản phẩm. Khi anh về ngân sách bao nhiêu, khi anh đi bao nhiêu, khi anh về phong trào thế nào, khi anh đi thế nào, giá trị sản xuất khi anh về thế nào, khi anh đi thế nào. Ta không đo. Cho nên tôi cảm thấy rất nhiều cán bộ luân chuyển có danh rất rõ, nhưng mà sản phẩm này không rõ. Thì tôi lên Tây Bắc có một cầu, tôi ngồi bên cầu phó và tránh văn phòng của một cái tỉnh ủy. Thì có một ông về đó 2 năm, 5 tháng, thì sau về làm bộ trưởng rồi. Tôi hỏi thì anh em về đây làm được cái gì? Thì ông tránh văn phòng ông nói rất là hài hước. Ông bảo anh về đây làm được 3 việc. Một là học được một cái bằng lái xe. Hai là uống rượu giao lưu được 68 xã. Ba là họp chấp hành và thường vụ đầy đủ, chưa hề phát biểu. Đào tạo thế làm sao đào tạo được? Mà các bác nên nhớ thế này này. Cũng là một con người, nhưng mà ngồi trong túp lều nghĩ khác, ngồi trong cung điện nghĩ khác, và đó chính là kiến thức thực tiễn. Anh ngồi trong túp lều mà anh nghĩ như thằng trong cung điện thì viển vông. Nhưng mà anh ở trong cung điện anh nghĩ như thằng ở trong lều nghèo thì lại đó là chuyện là hạ sách. Cho nên Trung Quốc của giàu rất bài bản. Bây giờ ta phải học phải đủ thời gian ít nhất là 36 tháng trở lên. Và phải đo cho nó chính xác. Thì đấy, thì có sản phẩm. Tôi xin nói tiêu chuẩn thứ ba là bản lĩnh. Rồi ta nghỉ cho lâu tí. Bản lĩnh báo cáo các ông chí là tại sao tôi thêm bản lĩnh là thế này. Mà Trung ương nêu, Trung ương bảo 6 giám thôi. Tôi thì tôi nói tập trung 3 giám thôi. Bản lĩnh là vì thế này. Tình hình hiện nay có lúc, có nơi, có chỗ người tích cực chưa đủ áp đảo người tiêu cực. Cho nên cái đứng đầu phải có bản lĩnh để lập trật tự mới, có lợi cho người tích cực và bất lợi cho người tiêu cực. Bản lĩnh là thế. Vì thế này không như này. Tôi thấy đất nước mình rất nhiều cái lạ. Cái Thái Hòa rồi Nghĩa Đàn thế nào tôi lâu nay không về với công chí được. Cái gì dân biết mà đảng lại không biết. Liệu có đúng không? Ví dụ Vũ Nhôm tôi vào Đà Nẵng dân nói 7-8 năm nay rồi. Giá như lúc đó kiểm tra thì Vũ Nhôm cùng lắm khiển trách, cao lắm là cảnh cáo. Đà Nẵng không mất nhiều cán bộ như thế đâu. Dầu khí trên diễn đàn Quốc hội rồi nói cách đây 12 năm. Năm 2009 khi tôi còn đại biểu Quốc hội. Một đại biểu nói thế này, nếu như Vinasin là sai phạm nghiêm trọng thì tại thời điểm này nếu kiểm tra dầu khí còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tại sao mình kiểm tra? Để mãi sau này rồi nó thất tổn thất lớn quá. Mà anh Đinh Lê Thắng anh nói thế, giá như đảng kiểm tra sớm thì tôi cũng đỡ hơn. Cho nên là có cái bản lĩnh. Thì lúc này rất cần cán bộ có bản lĩnh. Thế bản lĩnh tôi đề nghị công chí ta nhớ 3 cái thôi. Bản lĩnh là một là dám nghĩ. Dám nghĩ để làm những cái phù hợp với tương lai, phù hợp với thời đại 4.0. Khổ lắm không, nghĩ ra không dễ đâu. Những cái dám thứ hai là dám làm. Nghĩ ra rồi nhưng có dám làm không? Không dễ đâu. Không, nhưng dám làm là đưa cái đúng vào cuộc sống và lấy cái đúng trong tương lai để chứng minh tại thời điểm này, chứng minh mình tại thời điểm này.
Và cái dám thứ ba là dám nói. Dám nói để ủng hộ người tích cực, để ngăn chặn người tiêu cực, để người tích cực có chỗ dựa và người xấu không dám lộng hành. Lúc này rất cần. Cho nên công chí ở huyện chú ý cho tôi ba cái tiêu chuẩn. Để kết thúc cái phần cán bộ thì tôi nói một tí về cái bài học của tôi. Cho nên cái giáo dục gia đình quan trọng. Báo cáo với các bác, các đồng chí là khi tôi được bầu làm phó bí thư Vinh là tôi mới có 38 tuổi. Mà vừa rồi tôi hỏi anh Vinh nói thì anh Khánh Sơn này, Trần Khánh Sơn này bây giờ phó bí thư cũng là 46 tuổi rồi đúng không? Mà khi đó tôi mới có 38 tuổi thôi. Thế thì ông bố tôi là phó ty kiến trúc Nghệ An về hưu. Ông ở quê ông đạp xe vào. Ông đạp xe vào, ông nói những cái câu mà tôi làm đúng tinh thần của bố tôi. Công chí thấy tôi ở Nghệ An này cũng như đâu, công chí hỏi. Nếu xét về mặt phẩm chất là tôi cũng không liên quan cái gì đâu. Là vì những lời dạy của bố tôi. Khi sống thì tôi coi nó là lời răn dạy của bố, mà khi chết tôi coi là di chúc. Bố tôi vào thì rất nhiều người đến chúc mừng, nên bố tôi phải ngồi chờ. Nên khi mọi người về rồi thì bác bố tôi nó có mấy câu thôi. Bố thay mặt gia đình, dòng họ và quê hương vào chúc mừng sự tín nhiệm của con. Nhưng con nên nhớ, đây mới là tín nhiệm của Đảng. Con phải phấn đấu để trở thành tín nhiệm của dân. Tôi thấy đến bây giờ vẫn đúng. Ta cứ tưởng Đảng bầu xong là coi như tín nhiệm, đúng không? Đảng với dân phải biến cái của Đảng thành của dân. Con nên nhớ rằng con được bầu làm phó bí thư Vinh khi 38 tuổi. Đây là cơ hội vàng của con, cơ hội vàng của nhà ta, cơ hội vàng của họ Lê ta và cơ hội vàng của quê hương ta. Con hãy gồng mình lên để làm thật tốt, cho tiếng thơm nó ngấm sâu, nó lan xa. Ở đời không phải ăn mới bồi dưỡng đâu. Làm việc tốt được mọi người kính trọng là liều thuốc sống tốt nhất. Cha ông mình chạy rồi, làm quan thì hưởng lương và thưởng vua ban khi hoàn thành trọng trách. Cùng lắm nữa là hưởng cái lộc nhờ cấp dưới tín nhiệm yêu thương mình mà có. Làm quan tối kỵ dùng quyền lực để kiếm ăn, không chết vì lưới người cũng sẽ chết vì lưới trời. Tôi thấy ông bố tôi nó chặt chẽ lắm. Ông đang học tú tài rồi ông bỏ ông đi làm công nhân. Thế thì sau này tôi nói thêm một câu nữa. Nếu có khát vọng lo cho nhiều nhà thì anh em mình hãy phấn đấu làm quan. Nhưng định lo cho một nhà thì tốt nhất là làm dân. Làm quan mà lo cho một nhà sớm muộn cũng chết. Mà tôi nói thật các bác công chí ngồi đây, các cán bộ trẻ này, được lo cho muôn nhà là một hồng phúc, một may mắn, một cơ hội vàng. Người ta không quên mình đâu. Tôi nhớ mãi tôi ra làm đám tang ông Nguyễn Hữu Lợi ở Quỳnh Lưu. Lúc đó tôi làm phó bí thư tỉnh ủy, ra làm trưởng ban lễ tang. Khi ông Đợi đang làm bí thư là đơn thư nhiều nhất tỉnh, là vì ông bắt dân rời nhà, nắn đường rồi nắn mương, dân không chịu được. Nhưng mà dân rất sòng phẳng. Khi ông chết không có một đám tang nào đông như đám tang Nguyễn Hữu Lợi. Vì người ta đo thế này, trong tất cả những đời bí thư Quỳnh Lưu thì ông Đợi là người làm được nhiều việc nhất cho dân. Và đề nghị tỉnh tuyên dương anh hùng. Cho nên tôi nói công chí lòng dân tuyệt vời. Và vì thế cho nên cán bộ chúng ta đừng sợ, chúng ta sợ dân không hiểu, dân hiểu hết. Ngay cái đám tang đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi có viết một bài trong Việt trong Đét, các bác cũng có đọc. Tôi bảo sau lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta nên rút ra ba bài học. Bài học thứ nhất là dân biết hết. Bài học thứ hai là thế hệ trẻ Việt Nam không hề đứng ngoài chính trị như chúng ta vẫn lo lắng, bởi vì trên 70% những người đến thắp hương trong Giáp là thế hệ trẻ. Bài học thứ ba là khát vọng lãnh tụ vì dân. Cho nên chúng ta làm vì dân là sướng lắm. Mà không phải là sướng đời đời của ta, mà đời của con ta vẫn sướng. Chỉ cần nghe tên là con ông này con ông kia, dân rất quý, và cái đó là vô giá đấy. Để tôi nói xong cái phần cán bộ, tôi dừng ở đây để tôi nói cái phần cuối cùng là phần đại hội 13. Và tôi nói một tí về những định hướng mang tính đột phá của đại hội 13. Công chí nghe nghị quyết rồi, cho nên tôi nói nó dễ hơn, để tôi nói gút nó lại. Vì báo cáo các báo với công chí là ở Hà Nội họ vẫn đánh giá tôi là ông tổng kết. Tôi là người hay tổng kết. Thì các bác nhớ những cái này chắc nó cũng dễ hơn. Nhưng trước khi nói đại hội 13 thì tôi phải nói đại hội 6 một tí. Theo tôi, nếu mà từ khi giải phóng miền Nam mà cái đại hội đổi mới quyết liệt nhất
thành công nhất, tôi ngưỡng mộ nhất là đời sau. Sau này thì nói thật công chí là chắc là cũng khá hơn, nhưng mà sống ở đời sau vẫn khổ. Khi đại hội 6 thành công thì tôi là được làm phó bí thư binh rồi. Tôi không bao giờ quên được cái hào khí sau đại hội 6. Như là đảng đã làm tất cả những gì dân mong. Anh em mình ngồi đây, tôi xin tổng kết thế này: quản lý là quản phải có lý, mà lý là có hai cái lý quan trọng nhất. Cái thứ nhất là nguyên lý quản lý là luật pháp. Nhưng cái quan trọng thứ hai là người Nhật thành công, ta chưa thành công lắm, đó là tâm lý của người bị quản lý. Dân mong cái gì, dân khát vọng cái gì, dân yêu cái gì và dân cần cái gì, đảng phải đáp ứng được cái đó. Thì đại hội 6 là tôi cho nó đau tốt nhất. Thì sau đó tôi sẽ nói đại hội 13. Thì các đồng chí có thể quên tất cả, nhưng tôi thì có ba cái tôi không bao giờ quên được. Và lúc đó là mình cảm thấy đảng mình, trí tuệ và thời đại. Thì không quên thứ nhất là từ chỗ đảng ta chỉ quan hệ với 5 đảng cộng sản cầm quyền ít ỏi trên thế giới, mà bao nhiêu năm như thế, thậm chí đi các nước tư bản về mà khen tư bản là chết cơ. Tư bản chỉ có sống thôi, chủ nghĩa xã hội cái gì cũng hay. Cho nên là ông Trần Phương mới bảo là trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu thế này: bất kể một cái tốt nào của cuộc của một quốc gia nào thì đó là cái tốt cái hay của nhân loại, và chúng ta phải tiếp cận. Nhờ cái tư duy này thì đảng chúng ta đại hội 6 thay đổi cái là tôi thấy sướng nhất, là từ chỗ chỉ quan hệ với 5 đảng cầm quyền ít ỏi trên thế giới chuyển sang đảng ta quan hệ với tất cả các đảng cầm quyền trên thế giới. Đó là tư duy tuyệt vời, không dễ đâu. Giờ mình nhìn lại thì dễ, lúc đó không dễ đâu, với một lý do đơn giản. Thì tại sao mình là đảng cầm quyền, mình lại không quan hệ với các đảng cầm quyền để học họ mà cầm quyền tốt hơn? Đơn giản như thế thôi, nhưng mà mày mò mất hàng chục năm. Bây giờ chúng ta mới có quan hệ đối ngoại rộng mở, tốt đẹp như hiện nay, nên nhờ cái quan điểm đầu sau. Từ chỗ chúng ta chỉ có 5 nước, bây giờ chúng ta quan hệ 185 nước không? 16 nước đối tác toàn diện, 14 nước đối tác là chiến lược, 3 nước đối tác toàn diện và chiến lược. Thì công chí thấy không? Bây giờ công chí cứ tự đặt ra, nếu đảng chúng ta vẫn tiếp tục quan hệ với 5 đảng, giờ sẽ như thế nào? Trung Quốc thì họ nói sau chủ nghĩa nhưng mà tư bản hết rồi. Cuba bây giờ thay đổi rồi. Triều Tiên thì không hiểu nổi. Các nước công chí biết. Và tôi nói công chí là hồi tôi làm bộ trưởng là đi nước ngoài thì phải xin một thủ tướng. Nhưng mà bộ trưởng lại cho quyền, cho thủ trưởng, cho thứ trưởng được đi. Tôi mời anh Đỗ Quý Chọn lên thế này, tôi nói: ông sang thăm Triều Tiên đi. Ông cố gắng chụp ảnh và đưa hình ảnh để tôi xem Triều Tiên hiện nay như thế nào. Thế là anh Đỗ Quý Chọn đi. Về anh bảo là đến sân bay Triều Tiên họ thu hết máy móc, điện thoại di động, máy ảnh mới thu hết. Cho nên về chỉ ngồi kể lại thôi. Thì nếu như thế thì cũng chết. Tôi nói công chí một cái ví dụ, anh Doãn nói tôi thế này: anh Doãn đến cái nhà khách của ở Trung ương, thì vào cái phòng ngủ nó có một cái thùng nhựa cao khoảng 1m2, đường kính khoảng 70 phân, đựng nước. Thì anh Doãn thấy con long quăng nó chảy trong, ông nghĩ là nước bẩn, ông có đổ đi. Tôi không có nước tắm, bạn nên bảo đấy là nước tôi dự trữ cho đồng chí. Mỗi ngày chúng tôi chỉ bơm có 1 tiếng thôi, 6 giờ đến 7 giờ tối. Thế là suốt cả một ngày sau ông Doãn phải đi vay nước để mà đi vệ sinh. Mà họ hỏi mình thế này: các bạn đã giải phóng miền Nam chưa? Tôi chẳng biết gì. Mà mình đã giải phóng miền Nam đến gần 40 năm rồi. Tôi nói ví dụ thế. Thì đây con chỉ thấy là tất cả những gì chúng ta có hôm nay là có từ đường lối đều sau. Quan hệ đối ngoại rộng mở. Việt Nam muốn là bạn cùng tồn tại phát triển với cả loài người. Thì tôi xin nói đó là cái tôi muốn nói cho đại hội 6 là khi mình nói đại hội 13 nó dễ hiểu hơn.
Một cái mà tôi không bao giờ quên được nữa là cái thứ hai này, Đảng ta chấp nhận đa thành phần kinh tế cùng tồn tại, cạnh tranh và phát triển. Bây giờ nói thì dễ, lúc đó khó lắm. Chúng ta là yêu quốc doanh, thích tập thể. Nói đến kinh tế nhà nước là thích lắm, nói kinh tế tư nhân là thành kiến lắm. Tôi lấy một ví dụ luôn. Năm 1996, chị Hương, Bắc Á, là khai trương Ngân hàng Bắc Á. Tôi nhớ tháng 7 năm 1994. Lúc đó tôi là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo. Thế khi tôi đến chúc mừng chị Hương thì tôi không nghĩ là tôi đến nó một cái hội trường 500 người mà không có một người nào từ phó sở trở lên. Nghệ An mình ngại lắm. Ngại kinh tế tư nhân mà ngại kinh tế lòng ngân hàng nữa. Thì tôi vào thì chị Hương chị phấn khởi quá, chị đón từ từ ngoài cổng. Thì tôi nói câu thế này, em có biết tại sao không ai vào, không ai đến mà anh vẫn đến với em không? Thì chị Hương chị nói còn nguyên văn: anh thương em, anh tin em, anh đến. Tôi bảo em nói thế là chưa đủ. Đúng mà không đủ. Anh đến đây với ba thông điệp. Một, anh ủng hộ kinh tế tư nhân, vì chỉ có kinh tế tư nhân mới phát triển bền vững. Và em nên nhớ luận án tiến sĩ của anh là luận án kinh tế tư nhân. Tôi bảo vệ năm 90. Thông điệp thứ hai, anh ủng hộ kinh tế tư nhân để có bài học cải tạo kinh tế nhà nước. Thông điệp thứ ba, anh ủng hộ kinh tế tư nhân để cho các ông chí lãnh đạo các cấp ở Nghệ An và ở thành phố Vinh có thái độ khác với kinh tế tư nhân. Thì tôi nói cái thứ đơn vừa nó cái lúc đó mà cho kinh tế phát triển bình đẳng nó không trễ đâu. Vì thế chúng ta mới có bừng sáng kinh tế tư nhân như hiện nay. Tôi xin nói công chí là 70 công trình mọc lên trên đất nước này là do kinh tế tư nhân. Đến giờ là ra tôi sẽ nói, muốn nói đại hội 13 là phải nói tí đại hội 6 là thế. Nó chuyển tiếp của tư duy đại hội 6. Thì công chí thấy đó là cái dấu ấn thứ hai. Tôi cũng có điều kiện phân tích vì còn một tiếng. Dấu ấn thứ ba, tôi nói ba cái. Là đảng ta dũng cảm bỏ qua mọi mặc cảm của quá khứ để tuyên bố một công: tất cả Việt kiều ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Tư duy đó tuyệt vời. Ngày xưa trốn đến nước ngoài là phản bội tổ quốc, là vượt biên trái phép, là khai trừ khỏi đảng, là đủ chuyện trên đời. Thì bây giờ về đều là Việt kiều yêu nước. Mà thực ra yêu nước mới về. Và tôi hồi sang nước Mỹ mà gặp các cái các cái báo chí đối lập, tôi nói câu thế này: người ta có thể đưa một con người ra khỏi quê hương, nhưng không ai có thể đưa quê hương ra khỏi một con người. Thì nó tình cảm. Và tôi cho tư duy đó là tuyệt vời. Cho nên công chí mới biết là bây giờ Việt kiều mới về đầu tư, mới về hiến kế, mới về nguồn lực, về bao nhiêu thứ về. Và tôi nghĩ trong tương lai nếu mình biết khai thác thì đây là thế mạnh lớn nhất của Việt Nam. Tôi hồi ở Nghệ An tôi có câu tổng kết thế này: nếu Nghệ An trong tỉnh đoàn kết, biết gắn kết với bộ ngành trung ương, biết khai thác chất xám của con em Nghệ An ngoài tỉnh, thì Nghệ An đi lên bền vững muôn đời. Nếu Nghệ An còn nghèo thì do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Nghệ An trong tỉnh không biết khai thác chất xám trí tuệ của người An ngoài tỉnh. Nguyên nhân thứ hai là những người ngoài tỉnh của Nghệ An chưa hết lòng với quê hương thân yêu của mình. Mà cái điều này tôi đang làm chủ tịch Hội đồng Hương Nghệ An Hà Nội, tôi nói. Công chí biết là Nghệ An trong tỉnh nó 3,2 triệu, Nghệ An ngoài tỉnh gần 3 triệu. Toàn người giỏi. Thế tại sao lại không giúp Nghệ An đi lên? Cho nên là trong tháng 4 này tôi sẽ dẫn một đoàn doanh nghiệp về bàn chuyện đầu tư cho Nghệ An. Và tôi đã đề nghị là Nghệ An nên thành lập một cái khu kinh tế Nghệ Kiều để dành cho những người Nghệ An về đầu tư. Với cái chính sách ưu ái thì báo cáo công chí là đấy. Tôi lấy một ví dụ nữa để công chí thấy thâm thiế. Từ năm 75 đến năm 85, 10 năm sau khi ta giải phóng miền Nam, thì Liên Xô vẫn viện trợ cho Việt Nam 13 tỷ rúp
tương đương 20 tỷ đô la, tức là mỗi năm 2 tỷ. Mà khi Liên Xô cắt, người ta liêu xiêu. Mà bây giờ, riêng ngoại hối Việt Kiều gửi về, mỗi năm 18 tỷ đô la, gấp 9 lần Việt Kiều của Liên Xô. Thế sức mạnh của Việt Nam là thế. Đảng ta nhìn rất rất xa như thế. Tôi chỉ mong sắp tới, chúng ta mời một ít chuyên gia giỏi của Việt Kiều về, mà làm quản lý làm ấy được thì rất tốt. Tôi nói các ông chí như ông Phạm Nhật Vượng, ông Lê Viết Lam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, rồi ông kể cả FNC là, thì tôi nói các ông, những ông đó về mà tư vấn cho đầu tư của chính phủ thì chỉ có chuẩn trở lên. Bởi vì những người ta đi đầu tư khắp thế giới, ta có kinh nghiệm, có bài học, và họ giàu đó họ chẳng kiếm ăn đâu, họ cần danh. Thế là đào tạo về cho nên cái Việt Kiều đấy, tôi nói ba cái dấu ấn. Tôi nói cái này nó liên quan về phần đại hội 13, nó dễ nói sau này. Thế bây giờ vào đại hội 13 thì công chí đọc nghị quyết rồi, đồng chí Nguyệt thì trưởng ban tuyên giáo chắc cũng chức triển khai rồi. Cho tôi khái quát lại thì đại hội 13 này là Trung ương xác định 5 định hướng mang tính đột phá. Tất nhiên có thể nhiều hơn, nhưng tôi khái quát 30 năm để công chí dễ nhớ thôi. Thì cái định hướng thứ nhất là thay đổi thể chế. Định hướng thứ hai là tận dụng khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đất nước. Định hướng thứ ba là thay đổi toàn diện giáo dục đào tạo. Định hướng thứ tư là tất cả vì mục tiêu, vì nhân dân, vì phồn vinh và hạnh phúc. Định hướng thứ năm là nuôi dưỡng khát vọng đưa Việt Nam thành một đất, rồi thành một quốc gia hùng cường. Tôi xin khai quát năm cái đó. Thế thì hai cái tôi nói rồi. Khoa học công nghệ nói cái này, từ chiều nay cho nói khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo tôi nói rồi. Bây giờ thời gian còn lại tôi nói ba cái còn lại. Và tôi nghĩ là anh em mình phải suy nghĩ từ cơ sở, sáng tạo từ cơ sở. Chẳng ai bắt mình không sáng tạo để làm tốt hơn. Tôi nói các ông chí khó lắm. Tôi với anh Tuyển hồi đó có mấy cái này mà hai anh em làm mãi mới làm được. Cái thứ nhất là hồi đó các ông chí biết là Nghệ An lúc đó tôi với anh Tuyển thấy một lúc chủ trì 18 đến 19 huyện. À, lúc đó là lúc đó 19 huyện, bây giờ thêm 2. Anh Tuyển và tôi ngồi hai anh em bàn với nhau thế này. Ông Tuyển bảo bây giờ theo hợp thì cái gì là vướng nhất đó, vướng mất nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ chủ trì. Ở huyện lúc đó báo cáo công chí là rất nhiều người làm quá lâu rồi, không có khuyết điểm, nhưng mà cạn tiềm năng. Tôi với Tuyển bàn là cạn tiềm năng. Nhưng mà nếu đưa về tỉnh thì làm việc rất tốt. Bí thư chủ tịch huyện mà về làm phó sở phụ trách một lĩnh vực là quá tốt. Vì họ dày dạn kinh nghiệm rồi. Nhưng đòi hỏi họ phấn đấu cao hơn nữa là khó. Thì tôi với Tuyển bàn thế này, lúc đó là Trung ương cũng nói như bây giờ đâu. Tôi bảo là sở quan trọng nhất là trường sở. Còn thêm một vài phố sở nó chẳng có ảnh hưởng, chỉ có tốt đấy. Cho nên là đưa hầu hết về là phó sở. Và đưa một loạt các một trẻ xuống. Là khác ngay. Thì tôi báo cáo công chí tìm giải pháp để mới chuyển động. Thế bây giờ tôi nói ba cái, tôi bắt đầu nói từ vấn đề thể chế, sau đó nói vấn đề là mục tiêu của dân và mục tiêu của đất nước. Thế về thể chế thì tôi nói công chí mấy vấn đề thế này. Trung ương nói đến thể chế là nói kỹ lắm rồi. Tất nhiên nói mục tiêu nhưng mà hàm lượng chưa rõ, rồi ta làm. Nhưng mà với Đảng Bộ Thái Hòa tôi nói câu thế này, không dễ nhớ này. Thể chế là thế này. Công chí cái hình dung nhé. Một cái ao tù thì nó sinh một con cá màu đen. Chúng ta quyết tâm bắt hết cá màu đen, chuẩn bị cá màu trắng, thả vào thay thế. 3 tháng sau nó lại đen. Thể chế là thế. Vấn đề là khử màu lọc nước thì cá đen nó cũng trắng dần. Có những lĩnh vực bây giờ mình không sửa là không thể hết tiêu cực. Hay tôi nói ví dụ thứ hai để các ông chí dễ nhớ. Một vùng đất ẩm thì nó sẽ đẻ ra nấm. Chúng ta nhổ xong nấm này, nấm khác nó sẽ đùn lên ngay và thậm chí nó còn đùn nhanh hơn. Nhưng nếu chúng ta xấy đất nó ở nhiệt độ khác là hết nấm. Đấy, thể chế là thế.
Trung ương xác định thể chế cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không sửa, cho nên công chí làm xây dựng cơ bản như hiện nay, nếu mới nào vào tiêu cực chiếm ít với nhiều. Khi anh Khải ra cái nghị định về đấu thầu, tôi ra ngồi anh Phan Văn Khải, tôi bảo anh ơi, cái nghị định này dễ tiêu cực lắm anh ơi. Ông bảo sao lại tiêu cực? Tôi ngồi tôi nói với ông là thì theo hợp làm thế nào để hết tiêu cực. Tôi nói với cái câu mà từ hồi đó giờ vẫn sửa. Tôi bảo thế này này, anh muốn chống tiêu cực lấy đơn giản là thế này. Anh định làm cái nhà này 17 tầng. Anh yêu cầu kỹ mỹ thuật như thế nào? Trong cái thiết kế nói rõ. Và anh phải có một bộ phận tham mưu khoảng 10 người, khoảng 15 người trung thành với chính phủ. Ngồi tính xem nếu làm cái nhà này là hết bao nhiêu tiền. Sau khi tính xong thì ra đấu thầu. Ai đấu sát giá đó thì chọn, trên cũng chọn, dưới cũng chọn. Quan điểm tôi là thế. Rẻ làm sao làm được? Rẻ chỉ có lâm dối thì làm được. Mà trong xây dựng cơ bản là chỉ có hai cái bớt dễ nhất. Công chí nhớ trong xây dựng cơ bản, vì tôi ở sở xây dựng, gạch không bớt được, cát không bớt được, rồi thì là đá không bớt được, công không bớt được, chỉ bớt một trong hai cái, xi măng và sắt thép. Thì làm sao còn chất lượng công trình? Anh Khải nghe xong, Khải nói có lý. Và cái này tôi nói thật, công chí tôi là làm nghe rồi. Hai cái cầu dưới Hướng Hòa, khi tôi làm chủ tịch, tôi bí mật một cái cho là công ty Thủy Nông Nam của anh Bạch Hưng Tuyên làm, một cái tôi cho hợp tác xã Hưng Hòa làm. Thì cái hợp tác xã Hưng Hòa làm bằng 1/3 giá thành của nhà nước làm, mà lại tốt hơn. Mấy cái vỉa hè ở Vinh, một cái tôi cho tư nhân làm, sẽ đi ô tô của họ, nhưng mà nhà nước làm đi bộ của họ. Đấy, bài học. Cho nên thể chế đó nó quan trọng thế thôi. Không sửa thì không ai nào hết tiêu cực. Vào đó chỉ có anh nào tốt bụng, anh nào có tính đảng cao thì nó ít hơn. Chứ còn không là khó lắm. Mà thằng mà cái ông Lý Trung Diệu ông nói là 30, đất nước ông 30 là không thể tham nhũng được. Là vì cơ chế nó chặt. Thứ hai là không dám tham nhũng là vì xử chết. Cái thứ ba là không cần tham nhũng là vì ông sống đủ. Tôi sang nghiên cứu phòng chống tham nhũng ở Singapore. Khi ông lái xe ông phục vụ tôi suốt 12 ngày. Tôi tặng ông một cái mặt đồng, cái mặt trống đồng 35 phân. Ông nói một câu tôi cảm động mãi. Thưa ngài, chúng tôi không được nhận quà. Tôi nhận quà của ngài, ngài ra đến sân bay là tôi buộc thôi việc. Và tôi buộc thôi việc là tôi mất 11.000 đô xích. Tôi lấy gì để nuôi vợ tôi, con tôi và bố mẹ tôi? Lương nó cao thế. Ta thì giữa nhà nước ở ngoài đâu, tranh trống ít quá. Thế thể chế là thế. Tôi nói thế để cũng chỉ tiếp ý nghĩa thể chế. Thế thì bây giờ đại hội 6 này đặt ra là thể chế rất nhiều vấn đề. Nhưng mà tôi cảm thấy thể chế mà quan tâm nhất Trung ương đang định hướng là ba vấn đề. Tôi chọn ba cái tôi nói. Cái thể chế quan trọng nhất ở đây là thể chế để tuyển chọn nhân tài chính xác hơn. Phải nói là vần vài ba đại hội này chúng ta sai lầm chủ yếu là cho công tác cán bộ. Tôi xin nói với công chí một câu thế này để nói thường vụ đấy phải quan tâm này. Khi đảng chọn cấp trên không chuẩn thì cấp dưới tìm một chỗ đứng an lành rất khó. Không làm theo cấp trên thì không mất chức cũng chẳng yên thân, mà làm theo cấp trên thì hậu quả khó lường. Tôi nói câu này là tôi tổng kết cho tôi gặp bao nhiêu người nói cái vấn đề này. Công chí biết như thế. Rất khó chứ không đơn giản. Cho nên khi cán cấp trên mà sai thì cấp dưới mà sai là có tình tiết giảm nhẹ. Vì cấp dưới chống cấp trên là khó lắm. Mà tại đảng chọn sai. Tôi cũng chỉ nói với Trung ương thế này. Anh chọn với anh thủ tính mà sai sau khi anh chọn thì là lỗi tại anh đó. Nhưng mà sai trước khi anh chọn thì chứng tỏ anh chọn sai. Ông Thăng là hoàn toàn là sai khi làm bộ trưởng, mà khi sai khi làm dầu khí. Rồi hàng loạt các anh khác cũng thế. Thì rõ ràng là cái chọn cán bộ của chúng ta có vấn đề. Cho nên đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất gay gắt cái này. Chứ có anh cán bộ nào tự xưng được đâu. Do mình chọn cả đấy. Mà đảng mình bầu cả đấy. Thì báo cáo công chí là và bầu do cái gì? Ví dụ thì anh Đinh La Thăng là bộ chính trị khóa trước không chuẩn bị, mà đến đại hội sau lại bầu trúng bộ chính trị.
thế nó bầu theo định hướng của Đảng là không đúng. Thì bầu theo định hướng gì? Đặt câu hỏi ra là khó trả lời, đúng không? Rõ ràng là chúng ta chọn cán bộ không có tiêu chuẩn. Thì lần này là phải làm. Đấy, đức tài và bản lĩnh tôi vừa nói. Thì cơ chế quan trọng nhất là chọn cán bộ. Khi chọn cán bộ sai thì học. Tôi lấy công chí một ví dụ nữa. Tôi lên nói chuyện với đài truyền hình Tuyên Quang. Thì đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn là giám đốc đài. Nói chuyện, trưa ăn cơm với tôi nói chuyện. Anh Hợp ạ, em thì thích nghề báo chí, em học tại chức báo chí. Rồi em phấn đấu lên giám đốc đài. Chứ còn nghề em là nghề hàng hải. Em đi học trường đại học hàng hải ở Liên Xô. Thì có một thằng bạn em là thằng Cường. Nó chuẩn mực hơn em, nó giỏi hơn em. Nó về làm phó giám đốc, về Vinasin mà nó phấn đấu lên phó tổng giám đốc, phụ trách kỹ thuật. Thì trước khi mà nó bỏ là nó đêm hai đêm nó ngủ được, nó điện cho em. Nó bảo tao xin mày lời khuyên. Nên mày cứ nói đi. Tao đi mua, ông Bình cử tao đi mua cái tàu hóa sen. Tao thấy nó cũng bình thường, tao sợ lắm. Thì ông Toàn nói thế là tao biết mày là người nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Mà mày đã không ngủ được là nghiêm trọng. Thì mình lo nhất là cái gì? Nó bảo lo nhất là thế này. Cái tàu này là tàu vận tải phá băng, cải hoán thành vận tải đường biển. Thì tốc độ thì chậm, ăn nguyên liệu thì nhiều, và vận tải khó lại. Cái thứ hai là dưới tàu rất nhiều lỗ chân chim, chứng tỏ con tàu này cũ lắm rồi. Thế thì lúc đó ông Toàn nói thế này: tao khuyên mày, thà mất chức của nó đi tù, mày lên báo cáo với tổng giám đốc. Thế thì là hôm sau là ông này ông lên gặp tổng giám đốc, ông nói cái chuyện ba hai ban quan. Thì ông Nguyễn Thanh Bình ông chửi, ông bảo ông chửi không có chỗ nấp được. Ông bảo mày biết đích nhưng mà mày nói thế, mày đừng có cản trở tao là tao giải ngân. Thế là ông quay về ông lại điện cho Toàn. Thì ông Toàn bảo tao biết thế nào mày ăn đòn rồi, vì cái con đường làm ăn của họ mày chết lại là mày chết. Thôi mày làm cái đơn xin thôi việc đi. Tao đã liên hệ với thằng bạn tao làm giám đốc hàng hải Hải Phòng tư nhân, mày về làm phó giám đốc cho nó. Thế là ông Cường làm cái đơn lên xin. Ông Nguyễn Thanh Bình cho ngay tức khắc, là vì ông sợ để ông này ở lại ông nói lung tung. Và sau khi ông Cường đi, ông chọn ông khác đi nhận tàu hát sen về. Thì vụ án vừa rồi là ông thay ông Cường là đi tù 14 năm. Đấy. Khi cấp trên không chuẩn thì chỉ còn cách là chạy ý nước khác. Cái cấp dưới làm sao mà cải tạo được cấp trên. Tôi lấy ví dụ thứ hai là tôi có đứa cháu, nó làm ngân hàng. Thế thì nó rất thích văn hóa văn nghệ, cho nên tôi hay có giấy mời, nó cứ thỉnh thoảng nó điện với tôi, đến lấy giấy mời đi xem. Thì hôm nó đến nó nói thế này: mày làm phó giám đốc gì mà lâu thế? Nó bảo chú lạc hậu rồi sao, cháu bỏ ngân hàng rồi. Ê, mẹ tháng 6-70 triệu nó mới bỏ. Chú ơi, chú ở ngoài chú không biết đâu, thằng giám đốc cháu nó khôn lắm. Cái gì an toàn nó ký, cái gì không an toàn nó bắt cháu ký. Mà không ký thì hai anh em cũng không nhìn mặt nhau được, mà cũng làm việc với nhau được. Thôi, cháu ra ngoài cho nó an toàn. Không chứ thiếu. Chứ mà nếu mà đảng ta chọn sai cán bộ mà đảng ta lại bảo là đảng lắm có lỗi thì cũng khó đó. Cái lỗi đầu tiên là lỗi chọn sai. Cho nên từ đại hội 3 đặt cái vấn đề là thể chế chọn cán bộ. Và rồi tương lai là phải, thậm chí là phải cạnh tranh. Tránh cử. Thế ông Lý Quốc Diệu ông nói câu ra hay, tức là mình phải có bước đi, đảng mình có bước đi, đảng phải lãnh đạo tranh cử và làm chủ trong cái công cuộc chọn người tài giỏi này. Ông Lý Quốc Diệu ông nói câu cái câu này thì tôi không dám nói rộng ra ngoài, nhưng ông nói trong sách tôi đọc tôi thấy có lý. Ông bảo là có hai cái mà Việt Nam phải sửa nếu không sẽ không phát triển nhanh được. Một là cơ chế đảng cử chỉ để ra lãnh đạo, khó để nó lãnh tụ. Không nói câu đó có lý. Bởi vì bản thân người ra tranh cử nó có hai sự sàng lọc nghiêm túc nhất của đời người. Một là giỏi với nhau ra tranh cử. Hai sạch sẽ với nhau ra tranh cử. Rồi sau đó nó đảng lại chọn những người tốt nhất trong những người đó. Rồi dân lại chọn những người tốt nhất mà đảng đưa ra. Thì lúc đó nó mới chuẩn. Nhưng mà có bước đi. Thi tuyển công chức rồi tranh tiến tiền đến tranh cử. Thế ông Lý Quốc Diệu nói câu thứ nhất, câu thứ hai ông bảo là cơ chế của chúng ta là cơ chế trên hô dưới hứng, ít tranh luận cho nên không tạo ra khoa học. Thì cái này tôi nói sáng nay rồi, chúng ta phải sửa, phải dân chủ để đấu tranh, để tranh chuẩn, để tranh luận. Thì đó là
cái cơ chế thứ nhất thì tôi không có thời gian tôi nói cái đó, cực kỳ quan trọng. Số 1, Đảng bây giờ xác định đại hội 13 này phải sàng lọc cơ chế tuyển chọn nhân tài, đặc biệt là cấp chiến lược, cấp trung ương. Cơ chế thứ hai là cơ chế giám sát tối cao. Là vì thế này không chứ này, xã là huyện quản, như ta đây phường là thị quản, huyện là tỉnh quản, tỉnh là trung ương quản, mà trung ương ai quản? Đấy là vấn đề. Chúng ta là lên đến trung ương là không có ai quản. Và bây giờ cái cơ quan trung ương quản lý tốt nhất vẫn là Quốc hội. Thì rõ ràng mình phải kiện toàn củng cố Quốc hội để đủ sức giám sát tối cao. Giám sát tối cao là giám sát chính phủ, giám sát tòa, giám sát viện, giám sát công an, giám sát quân đội. Năm cái đó là quan trọng nhất. Năm cái đó mà tốt là các hệ thể chế được nó tốt. Bây giờ Đảng cũng nói rất rõ đó, hệ thể chế đó. Và cái chứa trao mình thế, bốn quả, đính điện, tiền điện, tiền kiện. Thì báo cáo công là thể chế này là rất quan trọng, là thể chế giám sát tối cao. Ta không có giám sát tối cao. Quốc hội ta hiện nay nếu không đổi mới, lần này Quốc hội đưa lên chuyên trách 40% rồi. Nếu không đổi mới rất khó. Bởi vì tôi vừa nhiều lúc tôi nói thế này, đại biểu Quốc hội là toàn những người giỏi, toàn những người tốt. Nhưng tôi có cảm giác là tốt là giỏi những cái Quốc hội chưa cần. Quốc hội chỉ cần ba cái giỏi. Một là luật pháp giỏi, hai là kinh tế giỏi, ba là khoa học công nghệ giỏi. Mà phải kinh qua ít nhất là phó chủ tịch tỉnh trở lên, mà tìm những người giỏi nhất. Hỏi mà phát là chính phủ sợ. Khi nào mà chính phủ sợ Quốc hội thì lúc đó thiết chế tạo ổn. Nó khó lắm nhưng đơn giản lắm. Thế chúng ta đang từng bước chuyển để Quốc hội đủ sức giám sát tối cao. Chứ còn Quốc hội không cần mẫu giáo giỏi nhất, không cần mầm non giỏi nhất, không cần Phật giáo giỏi nhất, không cần Thiên Chúa giáo giỏi nhất. Cái đó sao mà trận? Thì từng bước chúng ta phải điều chỉnh để đủ sức giám sát tối cao. Cái đó là tôi nói cái thứ hai. Cái thứ ba là thể chế quản lý tài nguyên. Tôi chỉ nói ba vấn đề quan trọng nhất. Tài nguyên là cái gì? Một là đất. Ở Việt Nam chúng ta là người giàu từ đất chiếm 70-80%. Chứ còn giàu bằng cơ chế thôi. Mà thất thoát lớn nhất cái này. Tôi xin nói câu chuyện một ví dụ. Hồi tôi làm đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khi đang còn là bộ trưởng, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho tôi xuống nghe cái vụ Ecobank. Tôi xuống tôi nghe gần một ngày, từ sáng cho đến 4 giờ chiều. Tôi về tôi báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thế này: dân mình thông minh tuyệt vời, phải điều chỉnh. Bởi vì trong cái nhóm mà kiến nghị đó là toàn là kỹ sư, phó sở trưởng sở giao thông xây dựng về hưu. Họ ngồi họ tính thế này, này: lấy đất của dân 220.000 một mét vuông. Họ tính cả tiền đao, tiền sông, tiền cây, tiền điện, tiền nước. Họ tính tất tật kể cả gọi là giao lưu hữu nghị không quá 7 triệu mét vuông. Bây giờ bán 25 triệu mét vuông. Cái người đầu tư hưởng lớn quá. Họ đòi, họ đề nghị không phải chúng tôi đòi lại cái đó, mà chúng tôi đòi cái đó để vào ngân sách. Cho nên tôi nói ông Tân với Thủ tướng Tân Dũng kỹ lắm, dân tuyệt vời. Họ ngồi tính toán hết. Cho nên rõ ràng là nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp cùng được. Và tôi xin nói một bài thế này: nếu doanh nghiệp giàu lên mà dân nghèo đi thì doanh nghiệp giàu đó không bao giờ yên ổn. Vấn đề là doanh nghiệp giàu lên, dân cũng phải giàu lên. Chứ cũng cẩn thận là chết. Đất đai rất cần tích tụ, nhưng phải có chính sách. Chứ không cẩn thận chúng ta đẩy dân vào là bần cùng hóa. Bởi vì cuộc cách mạng thứ nhất là cuộc cách mạng người cày cuốc ruộng. Bây giờ là cuộc cách mạng thứ hai là cuộc cách mạng tích tụ, nhưng phải có bài, có sách. Anh lấy đất của dân, anh phải tạo việc làm cho dân. Thì nó biết. Hồi tôi làm chủ tịch là tôi ra điều kiện là chắc cắt khe lắm. Mỗi gia đình ít nhất phải có một lò trong doanh nghiệp của anh. Và phải được đào tạo thôi. Anh phải đào tạo, anh phải bỏ tiền đào tạo để rất yên. Rồi là quản lý rừng, đất và rừng. Rồi còn quản lý khoáng sản. Ta là ba cái sai lầm, sai phạm nhiều nhất. Thì rõ ràng là cái thể chế là thì rất nhiều cái mà tôi nói là đời ba xác định ấn định là ba cái này.
thể chế về tuyển chọn cán bộ, thể chế quản lý là giám sát tối cao và thể chế quản lý đất đai, rừng và tài nguyên. Thì cũng như ta là Hội đồng Nhân dân, rồi Ủy ban Nhân dân, mối quan hệ đó. Thế là tôi nói xong cái thứ nhất trong ba cái còn lại. Cái thứ hai là tôi nói đến vấn đề tất cả vì phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân. Câu này là thành công khẩu hiệu của Đại hội 13. Thực ra báo cáo các chí bảo là hạnh phúc là mới, đúng phải mà. Hạnh phúc là Bác Hồ đưa ra từ đầu. Chỉ có điều là chúng ta hôm nay chúng ta ít nhắc đến. Nhưng mà thực ra cái cụm từ hạnh phúc là cũng định nghĩa khó lắm. Tôi nghĩ là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những nụ cười và niềm vui cộng lại. Làm thế nào mà dân cười nhiều, vui nhiều là hạnh phúc? Hay nói cách khác là hạnh phúc là làm thỏa mãn được tất cả những gì dân mong. Nhân đây tôi nói công chí một cái chuyện để công chí cán bộ trẻ để suy nghĩ thêm. Tôi rất ngưỡng mộ Trung tướng Trần Độ, vì tôi là sư là lính của ông, sư đoàn 5, tôi chiến đấu miền Đông Nam Bộ 9 năm. Ông hai lần xuống dự đại hội đảng bộ sư đoàn tôi, ông nói không có một tờ giấy nào, một đâu ra đó. Ông bảo mỹ mạnh nhất là cái gì, mỹ yếu nhất là cái gì, con đường khoét sâu cái yếu của Mỹ là con đường nào, con đường hạn chế cái mạnh của Mỹ là con đường nào. Nghe ông nói xong là mình biết chắc chắn mình thắng Mỹ. Không có những người đó làm sao đất nước này hành động bao giờ phải có niềm tin. Ông Trần Độ và ông Nguyễn Duy Thanh mà làm tư tưởng thì thôi rồi, nó không phải nói lấy được. Như ta bây giờ nói nó có tình, có lý, khoa học. Vì thế khi tôi ra học trường đảng năm 84-86 là cứ vài ba chủ nhật tôi lại đến ông một lần, và cứ mỗi lần tôi đến ông là tôi có bài học. Và tôi xin công chí cán bộ trẻ nên tìm cách tiếp cận những người giỏi để chuyển hóa từ giỏi của họ sang mình. Cho nên tôi ngồi ông Trần Độ, ngồi với tôi đến gặp ông Trần Xuân Bách, rồi tôi gặp ông Võ Nguyên Giáp thì rất nhiều lần, tôi gặp ông Võ Văn Kiệt, nên là tôi gặp hết. Thì hôm đó là đại hội 6 xong, đồng chí Trần Độ được bầu vào Trung ương và được phân công làm trưởng ban văn hóa văn nghệ Trung ương. Thì tôi đến chúc mừng ông. Ông nói một cái chuyện mà tôi muốn nói với cán bộ trẻ này. Mà ông nói tôi là hợp phải nói cái này. Hồi Nghệ An tôi cũng nói rồi mà chưa nói với thị xã. Thế thì ông nói thế này hợp ạ. Chủ nhật vừa rồi mình đến ông Hoàng Trung Thông, nhà thơ xứ Nghệ của nhà ông. Ông Hoàng Trung Thông cho tao một bài học nhớ đời. Và ông nói cái bài học đó cho tôi nghe. Thế thì nguyên nhân là thế này, ông bảo là văn nghệ sĩ cứ đến nhà ông Đỗ Trần Độ nói thế này, anh phải góp ý cho nhà thơ Hoàng Trung Thông, như nhà thơ dạo này ăn mặc cái không chỉnh chu, la cả phố xá, mình đôi chân rượu đi ngất ngược. Thế tao nghe có lý, nên tao đến. Tức là ông đến chủ nhật trước, thì chủ nhật này tôi đến. Hai anh em ngồi với nhau từ 9 giờ đến 11 giờ, tâm đầu ý hợp. Đến khi ra về, tao mới thòi ra mấy cái băn khoăn của anh em văn nghệ sĩ. Và lúc đó các ông chí biết ông Hoàng Trung Thông là chủ tịch Hội Văn học Việt Nam, cấp dưới của ông Trần Độ. Và hồi chúng tôi học cái công thơ mà bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Thì sau khi nghe xong, ông Hoàng Trung Thông nói thế này: anh ngồi xuống, tôi nói 5 phút nữa hãy về. Ông Trần Độ phải ngồi xuống. Ông nói thế này: trước hết là tôi cảm ơn anh và anh em văn nghệ sĩ đã quan tâm đến tôi. Nhưng mà anh nói đi rồi tôi phải nói lại, mà anh về nói lại với anh em văn nghệ sĩ. Tôi lại nghĩ khác. Tất cả những cái băn khăn anh vừa nói đều là những thứ tôi tự hào, tôi hơn hẳn các anh. Nhờ tôi lang thang trên đồng ruộng tôi mới hiểu nông dân. Nhờ tôi lang thang nhà máy công trường tôi mới hiểu được công nhân. Nhờ tôi lang thang trên các vỉa hè Hà Nội tôi mới hiểu được tấm lòng người đô thị. Tôi mới làm những bài thơ đi vào lòng người. Bây giờ anh hỏi tôi nông dân sướng nhất là cái gì, chán nhất là cái gì, ghét nhất là cái gì, công nhân bây giờ mong nhất là cái gì, đô thị bây giờ cần nhất là cái gì, tôi nói chính xác anh cũng nói được đâu. Còn các anh ở nhà cũng ở trong ba bức tường, bốn bức tường bằng gạch. Anh ra đường cũng ở ba trong ba bức tường bằng thép với đi ô tô. Anh đến cơ quan cũng bốn bức tường. Anh đi địa phương cơ sở thì kẻ đón người đưa, hầu hạ chăm sóc. Anh toàn gặp đồng chí, anh có gặp đồng bào đâu mà anh biết.
Các anh cứ tưởng như thế là các anh được. Nhưng tôi nói thật, các anh đang mất và các anh không biết. Ít nhất là ba mất. Một, mất thực tiễn. Hai, mất niềm tin của dân. Và ba là mất uy tín của đảng. Sau này tôi bổ sung thêm là bốn là mất cơ hội để cống hiến. Và năm là mất hết bạn bè đồng chí. Cho nên nếu quan cách là mất. Cho nên cũng như thế, khi tôi làm chủ tịch bí thư tôi dân giá là vì rằng mình biết là mình quan cách là mình mất, chứ không phải mình được. Tôi lấy một ví dụ, nếu mà mình quan cách là mình cũng không có thực tiễn. Tôi xuống đánh cầu lông ở một cái sở, tôi nhờ mình đi chơi lá cà thế mình mới biết. Thì cái cậu lái xe nó cứ thập thò, tôi đoán nó muốn nói gì. Tôi bảo cậu muốn nói gì à? Em muốn tâm sự với anh một tí mà anh bảo vệ em mới dám nói. Thì mày cứ nói tao bảo vệ, mày nói đúng tao phải bảo vệ. Thế thì hai anh em kéo nhau ra chỗ cây bàng ngồi. Nó bảo thế này, sở vừa mua có mấy ô tô, giao cho em lái. Em nói thật với bí thư, đây là một cái ô tô nói là mới nhưng hoàn toàn mông má lạ. Chỉ 3 tháng sau nó ra. Cho nên là em không biết giờ biết nói với ai, chỉ nói với anh. Anh tìm cách nói với giám đốc sở, trả cái xe này thì có lợi cho anh hơn. Chứ còn nếu để sớm một đông lộ mà anh còn 6 năm nữa mới nghỉ hưu. Nhưng mà anh khoan anh nói, anh vừa ở đây về mà anh nói là họ ông nghi em. Cho nên anh chờ chứ được 1 tháng nữa anh nói. Nhưng mà để lâu nữa nó hỏng. Sau 1 tháng tôi mời ông giám đốc sở lên tôi nói thế này. Anh nghe rất nhiều nguồn thông tin nói em vừa mua cái xe ô tô không bình thường. Nếu em kiểm tra lại tốt thì anh cũng không sao. Nhưng mà đúng như dư luận thì anh khuyên em trả. Cái danh dự của em còn 6 năm làm giám đốc nữa lớn hơn nhiều. Và nếu lỗ thì em vẫn có thể lãi hơn cái em mất. Ông giám đốc sở không nói một câu nào. Về trả. Cho nên công chí cái thực tiễn nó quan trọng. Cho nên là nếu mà dân dạ nó ngồi trong trụ sở thì vì cảnh sát cá khai đầu làm sao mà thằng lái xe nó vào nó nói được. Và chính là mình cứu được một lông danh mốc sở. Cho nên chính là nghiêm túc với nhau mới là đạo đức. Dễ dãi với nhau là tội ác. Tôi không tiện nói tôi xuống một cái huyện. Thì cái ông ban tổ chức ông cứ thập thò muốn gặp tôi. Trưa tôi ngủ lông lên ông nói. Ông bảo ông bí thư vừa bổ sung cái hồ sơ đại học luật. Mà anh em rất băn khoăn ông thấy ông học. Mà ông không có cái bằng này ông vẫn làm bí thư mà. Thế bây giờ anh làm thế nào anh nói khéo. Nếu ông học thật thì để, mà nếu ông học thật thì rút đi, không lỡ ông. Anh nào làm một đơn thư lỡ ông mất. Mà cái anh phó ban tổ chức này nó nói rất là tình cảm. Tình cảm với ông bí thư này. Tôi cũng để lặng một thời gian tôi nói. Anh nghe anh em nói là em vừa bổ sung hồ sơ cái bằng đại học luật. Nếu mà học thật thì em để. Mà anh khuyên em nếu không học thật thì tốt nhất là em rút đi. Lỡ anh nào có cái đơn là bất lợi cho em. Thế sau đó ông rút đi. Thì tóm lại là mình phải dân dã mới có được cái đó. Thì tôi nói một vài ví dụ thế. Cho nên các ông chí thấy là làm quan là phải cố gắng tìm cách tiếp cận thực. Ông chí Đỗ Mười giống nói giống thế này. Hồi ông Đỗ Mười vào thăm Nghệ An, tôi làm phó bí thư ông nói thế này. Các đồng chí đi tiếp xúc cử tri toàn gặp đồng chí, các đồng chí có gặp đồng bào đâu mà biết đồng bào mà mắng cái gì. Chúng ta cũng phải rà soát lại những cái gì mà đúng. Thì đó là cái tôi nói thêm cái đó để thấy cái chứng minh thêm cái đó. Bây giờ tôi xin nói sang vấn đề thứ hai là cái hạnh phúc của nhân dân là thế này. Tất cả vì cái phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân. Thì thực ra chúng ta phải làm 3 vấn đề. Một là pháp phát triển kinh tế. Nguyên tắc là dân là cuộc sống ngày mai, ngày hôm nay đỡ, ngày hôm qua mới yên. Chẳng ai nghèo mới yên. Và trong phát triển kinh tế thì lần này đại hội 13 nói rất rõ là kinh tế tư nhân là động lực của đất nước. Tôi rất thích câu này. Xác định như thế là quá rõ. Thôi thì nhà nước cứ chủ đạo đi. Nhưng mà tư nhân là động lực. Mà công chí nên nhớ là kinh tế liên doanh nước ngoài cũng là tư nhân. Mà ông như thế là đất nước mình chỉ khoảng chục ông như Phạm Nhật Vượng là khác hẳn. Cho nên chúng ta phải làm. Đây lần này là tôi thấy rất sướng là Trung ương đích chỉ rõ đích danh. Kinh tế là phải làm cái kinh tế tư nhân động lực.
Báo cáo các ông chí, khi tôi làm cái luận án tiến sĩ kinh tế, kinh tế tư nhân là tôi cũng đứng trước bao nhiêu người càng cản tốt. Nhưng mà tôi suy nghĩ thế này, chế độ có thể thay đổi, nhưng mà kinh tế tư nhân không bao giờ thay đổi. Chế độ nào cần? Thế tôi làm luận án tiến sĩ, tôi làm kinh tế tư nhân. Thế bây giờ tôi thấy nó đúng với mình, mà tôi là suy nghĩ rất xa. Đó là cái thứ nhất, là phồn vinh của dân, hạnh phúc của nhân dân là cái đó. Cái thứ hai, cái phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân là phải xây dựng đời sống văn hóa. Mà thực sự là văn hóa, nhân cách và đạo đức làm người. Thế thì trong cái xây dựng đời sống văn hóa, tôi đề nghị Thái Hòa đồng chí lô ba cái văn hóa. Cái thứ nhất là văn hóa gia đình, nền tảng xã hội. Tôi đang làm tiếp tục là bộ trưởng văn hóa thì tôi trước mắt tôi đưa cái dân văn hóa gia đình lên, và nó phải thiêng liêng như là huân chương Hồ Chí Minh. Làm thế nào mà anh nào văn hóa gia đình thì ai soi vào đâu cũng có thể học được. Chứ ta bây giờ ai ở văn hóa gia đình văn hóa hết, phải có tiêu chí. Và công chí mình nhớ lại, tôi nói này, văn hóa gia đình là nền tảng xã hội, gia đình là đơn vị kinh tế cơ sở, gia đình là đơn vị an ninh cơ sở, gia đình là đơn vị văn hóa cơ sở. Mọi sự tốt đẹp của xã hội, của loài người đều bắt đầu từ gia đình. Mọi cái không yên không vui của loài người luôn luôn xuất phát từ gia đình. Cho nên tôi có quan sát, tôi biết là quan ngoan không bằng con ngoan. Một ông quan, một ông nông dân mà con ngoan, hạnh phúc có bằng chục lần mà anh quan to mà con hư. Và tôi có câu tổng kết thế này: vợ hư chỉ buồn, con hư là nhục. Vì vợ hư, xin lỗi các chị, vẫn có thể bỏ được, nhưng con hư không bỏ được. Cho nên tôi xây dựng cái cơ chế là rèn rũa con cái đến nơi đến chỗ. Và tôi có 5 nguyên tắc để sống, nhắc qua cho công chí ghé, công chí ghi cái này: lo cho cha mẹ để con đạo đức, lo cho con để có tương lai, lo cho vợ để có hạnh phúc, lo cho sự nghiệp để có điểm tựa, và lo cho bạn bè để có sức mạnh tổng hợp, thì nó mới thành công chứ. Và khi mà có đẻ con ra, tôi nói vợ bây giờ em phải xuống ngôi thứ ba, anh phải đưa con lên ngôi thứ hai. Vì sao? Con hư là vợ khổ, anh lo cho con là lo cho cả em rồi đấy. Và cả công chí như thế, gia đình nó quan trọng thế. Cái văn hóa thứ hai là văn hóa doanh nghiệp, là nền tảng kinh tế. Doanh nghiệp tư nhân nhưng phải có văn hóa, chứ không có nền tảng kinh tế. Làm giàu chân chính, chứ không phải là làm giàu theo kiểu là cướp giật, làm giàu không theo kiểu là ô nhiễm môi trường. Công chí biết hồi tôi làm chủ tịch là chuẩn bị làm nhà máy giấy rồi. Tôi sang Nhật xong, sang Trung Quốc xong, về tôi bàn về thủ vụ giải tán. Tôi chịu trách nhiệm giải quyết việc làm cho 36 người. Tại vì sao? Làm nhà máy giấy nó ô nhiễm khiếp lắm. Sau này họ thì chửi chủ tịch cái thời đó. Vì sao? Nhật và Trung Quốc không có một nhà máy bột giấy nào hết. Họ đưa ra ngoài, họ làm, họ đưa bột giấy về. Công chí lên bãi bằng là biết ngay, ô nhiễm kinh khủng. Kinh tế mà ô nhiễm môi trường, đó là kinh tế tự sát. Cái thứ ba là cái mà ta nói hôm nay là văn hóa công sở và đạo đức công vụ là nền tảng chính trị của quốc gia. Người ta biết đảng qua cái đội ngũ công chức. Công chức của chúng ta làm khổ dân để làm sao nó tin đảng. Ông Lý Quang Diệu, ông nói câu tôi cũng rất thích. Ông nói thế này: tôi sẽ xây dựng đội ngũ công chức Singapore trở thành niềm kiêu hãnh của nhân dân Singapore. Mà đúng thế. Người ta không lo là mất lòng dân. Và mất lòng dân nó rất nguy hiểm. Cái thứ ba của cái xây dựng đời sống văn hóa và phồn vinh hạnh phúc, đó là vấn đề chăm lo cho môi trường sống. Cái này là bây giờ làm kinh tế phải lo môi trường. Thì báo cáo các ông chí là môi trường sống, thì tôi chỉ nói báo vấn đề thế này: con người quý nhất là sức khỏe, tôi hay tổng kết. Thiên nhiên quý nhất là màu xanh. Quốc gia quý nhất là văn hóa. Đó là ba trụ cột chất lượng sống của một đất dân tộc. Anh phải lo sức khỏe cho dân chứ, anh phải lo môi trường cho tốt, anh phải lo văn hóa cho nó ngon lành. Mà màu xanh là gì? Màu xanh là trời xanh, nước xanh, cây xanh là hạnh phúc nhất. Bây giờ chúng ta đang bị trừng phạt. Đấy, đó là tôi nói rất nhanh là xung quanh vấn đề
là vấn đề là phồn vinh và hạnh phúc. Thì cuối cùng thì mới có hạnh phúc chứ. Hạnh phúc là nó có tiêu chí thôi. Cái thứ ba là tôi vẫn nói là đại hội 13 nếu vấn đề là khát vọng vì một Việt Nam hùng cường. Cái này thì có người nói là hơi và viển vông, thực ra thời đại công nghiệp 4.0 cho phép làm cái này. Cho phép. Nhưng công chí nên nhớ thế này. Năm 1990, GDP bình quân của Trung Quốc là 1.523 đô. GDP bình quân của Việt Nam lúc đó là 1.526 đô, ta hơn Trung Quốc 3 đô. Và sau 30 năm thì Trung Quốc lên 9.000 đô mà ta lên được có 2.700. Nên ta vẫn chậm lắm. Ta có một cái thói quen rất trở thành truyền thống nguy hiểm. Đó là cứ so mình với chính mình, thấy khá lên tí là vui. So mình ngày hôm qua với ngày hôm nay thấy nhích lên tí là mừng. Nhưng mà so với thế giới, đang tụt hậu. Cho nên vấn đề là chúng ta phải, đại hội này phải nếu nó khát vọng, mà phải thách ổn. Tôi xin nói các ông chí, ông tôi sang Israel. Ông Bộ trưởng Israel, ông nói 3 câu chứ. Tôi nói ở Đảng Bộ Thái Hòa. Ông nói câu thứ nhất là Việt Nam và Israel đều là những nước đi sau. Nếu đặt ra mục tiêu phấn đấu như Việt Nam đang làm là tiến cùng thời đại thì mãi mãi đi sau. Israel chúng tôi là tiến vượt thời đại, vượt hết. Thì tôi nói công chí đó, năng suất hồi đầu tốt đấy, gấp 10, 15 lần của Việt Nam. Thì ở đây là ý chí. Nếu chúng ta chỉ bằng ý chí, bằng 50% ý chí của Israel là chúng ta đã khác. Thế thì cái chiến tranh tôi nói công chí là nói như thế được. Ông câu thứ hai ông nói là gì? Việt Nam luôn luôn nói phấn đấu năm sau cao năm trước. Với Israel chúng tôi là không đủ. Năm sau đương nhiên phải cao năm trước. Và điều quan trọng là năm sau phải khác biệt năm trước. Câu thứ hai. Câu thứ ba ông nói câu mà tôi khi làm bộ trưởng tôi nói nặng lời lắm rồi. Tôi bảo biết chữ mà không đọc cũng đồng nghĩa là mù chữ. Có thể đọc báo để làm giàu tốt hơn, có thể đọc tạp chí để làm nghề tốt hơn, nhưng phải đọc sách mới làm người tốt hơn được chứ. Thì ông Uy Sen nói thế này: thưa ngài Hợp, thực ra con người của chúng ta chỉ hơn con vật có một điểm duy nhất là con người biết đọc. Nếu con người không chịu đọc thì đó là con vật. Ông nói như thế. Và ngài nên nhớ là 80% những thành tựu của Israel chúng tôi có được là nhờ đọc mà có. Người ta văn hóa đọc bây giờ rất khó. Ngày 18 này là tôi nhận lời đến Đại học Quốc gia Hà Nội nói về chủ đề văn hóa đọc. Nếu đọc như thế này là nguy hiểm. Thì đấy, nên nói tư duy của Israel như thế. Thì bây giờ từ đó để đi vào thế thì khơi dậy cái khát vọng hùng cường. Thì có mấy nội dung, tôi chỉ nói hai nội dung thôi, không còn thời gian. Nội dung thứ nhất là tháo gỡ cơ chế chính sách để làm giàu nhanh hơn. Tôi trong chính phủ tôi không phát biểu đâu. Cơ chế của chính phủ ta là một cơ chế không làm sai không làm được. Không làm sai không sống được. Không làm sai không tồn tại được. Hay nói một cách khác là muốn làm đúng là rất khó làm, không làm được bao nhiêu. Cơ chế của chúng ta là một cơ chế dọa người non ga và bẫy người tích cực. Thế bây giờ chính phủ phải sửa chứ. Khó lắm mà công chí. Tôi ở nghe Bộ Văn hóa Bộ Thông tin là có hai cuộc họp mà tôi không bao giờ vắng. Một là họp tổng kết công tác thanh tra. Tôi bảo công chí xuống làm thanh tra, dành thời gian cho họ bào chữa. Chỉ bắt những thằng lấy tiền bỏ túi. Còn nếu làm nhanh mà có sơ suất thì đó là tình tiết giảm nhẹ. Chứ không được bắt hoan. Phải có lý có tình. Đấy. Hai là đi nước ngoài. Tôi đích thân giao nhiệm vụ. Anh đi là anh làm viễn thông, anh làm công nghệ thông tin, anh làm bưu chính, anh ra ba nước đó. Sau khi đi xong về mỗi nước anh báo cáo tôi một trang, quá một trang tôi cũng đọc. Bắt người ta phải nén chứ. So với họ, so với ba nước anh đi đó thì anh đang ở đâu? Và anh phải làm gì để vượt họ, chứ không phải bằng họ đâu. Thì bây giờ mới có viễn thông vượt họ, mới có công nghệ thông tin vượt chứ. Và anh phải yêu cầu bộ trưởng giúp anh cái gì? Phải đòi hỏi.
Việt Nam mình không phải là đi là cưỡi ngựa xe hoa, không thể vượt được. Thế thì tôi đề nghị công chí là Thái Hòa sửa 4 cái này. Tôi nói cái này trước rất nhiều rồi, mà nói trước Hội đồng Lý luận Trung ương, mà Trung ương bây giờ nói rồi. Cái thứ nhất là chuyển từ cơ chế dễ quản lý sang cơ chế dễ làm giàu. Ta là các cơ quan quản lý luôn luôn đưa ra cái cơ chế để dễ quản lý, mà đã dễ quản lý là khó làm giàu. Đó là một cách. Chứ không nói thật công chí là họ ở Việt Nam làm giàu khó lắm. Hồi tôi vào giải phóng Sài Gòn thì một ông bạn tư, một cái ông bạn tư sản Sài Gòn ở Bát Năm 18 Trần Quý Cáp, ông nói tôi một câu mà tôi nhớ mãi đến giờ, mà tôi nói trước Hội nghị Trung ương. Ông bảo anh Hợp, chế độ của anh Hai, hồi đó ông gọi tôi anh Hai, chế độ của anh Hai có thể người già được chăm sóc tốt hơn, người trẻ có thể đỡ hư hơn, nhưng mà làm giàu là khó hơn. Nói ngay từ lúc đó. Tôi theo ai thì chú lại nói thế. Nó bảo tôi cảm thấy là từ ngày anh giải phóng giờ cứ đời sống nó đi xuống. Cái thứ hai, tất cả người giàu đều lục tục rủ nhau vượt biên hết. Một cái đất nước mà để người giàu bỏ tổ quốc ra đi là mất động lực, mất tinh hoa. Thì ta cái này ta không tốt rộng. Cái thứ nhất là sửa đâu. Cái thứ hai là sửa từ cơ chế quản lý sang cơ chế phục vụ. Phục vụ trách nhiệm, phục vụ nhân dân, chứ không phải là quản lý để hoành hoại. Dân cần cái gì, dân mong cái gì, doanh nghiệp thế. Bởi vì cái doanh nghiệp giàu thì mình mới giàu được. Ta là gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh khủng. Cơ chế thứ ba, học Trung Quốc. Cái gì nhà nước cấm thì thôi, còn cái gì nhà nước không cấm, mở toang cửa cho doanh nghiệp và tư nhân làm. Phát sinh doanh thu thì thu thuế, làm sai thì xử theo luật. Không bắt doanh nghiệp và nhân dân xin những cái nhà nước không cấm, để chờ đợi, để nản chí, để mệt lòng, để mất cơ hội phát triển, để thêm chi phí không cần thiết. Đó là cái sửa thứ ba. Cái sửa thứ tư, cái gì đang phát triển chưa rõ hình hài thì khoan vội quản lý. Ví dụ như Uber và Grab, ta có nói lùm beng đấy, thì nó đang phát triển, cứ để nó hình thành đã. Người ta chỉ quản lý khi rõ nội dung quản lý. Cái thứ hai nữa là thước đo quản lý là dân chứ. Grab, Uber dân thích, nhưng mà mấy ông taxi truyền thống không thích thì mình lại chạy theo mấy ông taxi chứ không chạy theo nhân dân. Rõ ràng mục tiêu phải khác. Thì tôi nói đó là bốn cái sửa. Tôi nói trong nội dung thứ hai mà rất quan trọng, tôi nói rồi, bây giờ nói thêm rồi thôi, là đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm so mình với thế giới để làm, chứ không phải so mình với mình. Nó thật công chí, so hôm nay với lại là thời kỳ năm 30, 45, rồi gần đấy 60, 70 thì hơn cả. Tôi xin nói công chí, có lần tôi ngồi với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, tôi bảo so ta với Campuchia và Việt Nam với Lào ta thua rồi. Thế Thủ tướng bảo thua cái gì? Tôi chỉ ít nhất là hai cái thua. Thế mình công chí thấy không? Thua các nước tiên tiến thì được, thua Lào Campuchia là nhục chứ. Phải biết so sánh. Tư duy mới là phải biết so sánh. So sánh để xem mình là ai, mình đang ở đâu và mình phải làm gì. Đấy, tư duy của đại hội 13 là thế. Thế tôi nói công chí ví dụ thế này. Thế thì tôi nói với Thủ tướng thế này. Thua Campuchia hai cái. Cái thứ nhất là Campuchia có 14 triệu dân và khách du lịch của họ được 7 triệu. Tức là khách du lịch của họ chiếm 50% dân số. Việt Nam ta năm ngoái đây là năm nhiều nhất 12 triệu. 12 triệu so với 96 triệu được mấy phần trăm. Nếu chúng ta muốn bằng Campuchia là phải 48 triệu. Thế mà thấy ta thua. Nhưng mà vì ta tưởng là ta hơn, là vì rằng cứ nghe nói ta 12 triệu, Campuchia 7 triệu là ta hơn. Cái nước lớn dễ bị ru ngủ. Tôi nói nghe Nghệ An chúng ta hôm tôi phát biểu, thu ngân sách của chúng ta là đứng thứ 17, nhưng mà chia bình quân đầu người chúng ta chung 54. Nên vì ta tỉnh lớn mà, họ có 25-30 vạn, thì ta thấy ta cứ nhiều, số lượng tối ta nhiều, nhưng mà chia đầu cơ đầu người là mình từ 17 xuống 54. Cho nên cái khoảng cách của chúng ta nếu không cẩn thận càng ngày càng rộng. Vừa rồi tôi nói đấy, bây giờ chúng ta là khoảng 2.000 mấy, mà đất nước hiện nay là 3.500.
Nhưng mà phấn đấu đến năm 2025 thì Việt Nghệ An phấn đấu lên 5.000 đô. À, lên 3.500 đô. Thì cả nước là lên 5.000 đô. Thì cái khoảng cách nó lại dài hơn. Thế là cái so sánh là thế. Cái thứ hai, Campuchia 14 triệu dân có 2 triệu xe ô tô. Mà giao thông ổn, tai nạn ít hơn, luật lệ ổn. Việt Nam mình là 96 triệu dân có 2 triệu 7 xe ô tô. Mà đủ chuyện. Thì rõ ràng là mình phải học. Thì so sánh là Lào thế. Lào thì công chí biết là 7 triệu 2 dân họ được 2 triệu 8 khách du lịch. Nó có gần một nửa đó. Hơn một nửa chứ. Thì ta so như thế chúng ta biết là ta là thua ai. Có một điều tôi nói công chí rất buồn nữa là thế này. Khi tôi làm bí thư ra thăm tỉnh Sứ Quảng thì đồng chí Sĩ Von bây giờ đồng chí mất rồi. Đồng chí rất tình cảm với Việt Nam. Đồng chí nói câu thế này. Anh Hợp ạ, trên thế giới này tìm một người tốt hơn Việt Nam là hiếm lắm. Nhưng mà chỉ tiếc là Việt Nam nghèo quá. Và hình như cái nghèo làm cho cái tốt nó cũng lan tỏa được. Nước nhỏ bao giờ cũng tìm một bức tường mà dựa. Và chắc chắn là phải tìm nước mạnh. Cho nên Việt Nam nếu không vươn lên khó lắm. Đấy, không như thế không? Gần đây buồn nhất là thế này. Trước đây 3 năm, ta có nói là quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ tình nghĩa anh em thủy chung hiếm có. Ngày xưa là bạn im lặng. Gần đây bạn hỏi câu thì anh em thì ai anh ai em? Là mình khó trả lời. Bởi vì nó tính, anh em nó tính theo GDP. Ví dụ như Singapore thì họ có 4 triệu 6 dân, 686 km vuông. Nhưng mà mình có thu nhập đầu người gọi là 56.000 đô. Mà mình 2.700. Cho nên là phải biết so sánh. Và Việt Nam chúng ta nó phải dũng cảm so sánh thì mới vươn lên được. Thế thì từ đó thì là so sánh để học thế giới. Phải tìm kiếm trong bài học của thế giới để mà làm. Và tôi nghĩ rằng là hôm nay em có thời gian nói, nhưng tôi nghĩ rằng thế giới đầy rẫy những bài học mà chúng ta có thể tiếp cận được. Và bây giờ thì đối ngoại rộng mở rồi, chúng ta đang tiếp cận để học. Và tôi làm báo chí, tôi nói anh em thế này, cái quan trọng nhất của báo chí là lấy tất cả những tinh hoa của thế giới đưa về Việt Nam, và lấy tất cả những cái hay của Việt Nam đưa ra thế giới. Tôi ngồi tôi tổng kết cho anh em báo chí là Việt Nam có 10 cái hay, cho mình ngồi chế cản đúng không? Mà tôi ra nước ngoài người ta khen Việt Nam 3 cái. Cái thứ nhất là Việt Nam là một cái đất nước đi qua chiến tranh đầy hận thù, mà kết thúc chiến tranh không hề có sự trả thù. Cái đó chỉ có văn hóa Hồ Chí Minh, văn hóa Đảng ta mới có được. Mấy ông cai tù ở Côn Đảo và là Phú Quốc tôi ra nhé, tất cả những anh em cai tù ngày xưa nó tra tấn tận cùng, bây giờ ra nó quỳ xuống xin lỗi, ta vẫn đỡ nó dậy mà thôi, chuyện cũ bỏ qua. Thế chỉ có chế độ ta nó bảo vì người Việt kiều đi nước ngoài người ta ca ngợi hết lời. Đó là cái thứ nhất, người ta ca ngợi. Cái thứ hai là phát triển hạ tầng, ta phát triển nhanh hơn mặc dù chưa thỏa mãn. Cái thứ ba là cái xóa đói giảm nghèo gắn với cái đạo đức và cái văn hóa, là văn hóa sống. Thì chúng ta vẫn có những cái hay chứ. Rồi luôn nước là chúng ta hơn chứ. Việt Nam Airlines chúng ta cũng tốt chứ. Rồi thì viễn thông chúng ta cũng được chứ. Công nghệ thông tin chúng ta cũng được chứ. Cho nên nó ra là phải làm như vậy. Và chính như thế thì chúng ta vừa động viên mình, nhưng mà chúng ta vừa học hỏi thế giới và vươn lên. Và tôi nói thật công chí, tôi rất tin thế hệ trẻ Việt Nam. Mà thế hệ trẻ học hành đến nơi đến chỗ, tôi ngồi cái hội truyền thông số này, tôi chỉ nói cái chuyện công chí cuối cùng thế này. Tôi đi Tây Ban Nha về thì anh em bầu tôi làm chủ tịch hội truyền thông số rồi. Thì tôi rất khó chịu, là vì tôi chỉ làm theo phân công của Đảng, còn về hưu là tôi thích làm gì tôi làm, không ai ép tôi được. Nhưng công chí biết khi nghe tôi nói như thế là ban thường vụ hội truyền thông số đến phòng tôi, 7 anh em đến. Tôi nhìn qua cái anh già nhất là 37 tuổi, anh trẻ nhất lúc đó là có 90, là có 23, anh già nhất 37, anh trẻ nhất là 25 tuổi. Tôi nghĩ rất nhanh, nếu mình không làm có nghĩa là mình ngoảnh lưng với thế hệ trẻ, tối kỵ. Ngoảnh lưng với thế hệ trẻ là ngoảnh lưng với con cháu mình. Mà con chỉ biết đó, làm bí thư rồi, làm chủ tịch rồi, làm bộ trưởng rồi, chưa biết làm hội. Không có người giúp việc, không có trụ sở, không có tiền,
Vợ tôi khuyên thôi anh nghỉ ngơi đi. Mà tôi nghĩ cái gì con chưa biết không? Tôi bảo nếu như không dám làm, không quyết tâm làm, một là mình quay lưng như thế trẻ, hai là cái bộ trưởng của mình là bộ dởm, có quyền lực mới làm được, hết quyền lực không làm. Tôi quyết tâm làm. Và bây giờ thì có người, có trụ sở, có biên chế, có đây tất cả hết rồi, có chi bộ. Tất nhiên tôi bàn giao cho anh Hồng người đô lương rồi, thì tôi chỉ làm chủ tịch xây dựng thôi. Nhưng để tôi nói câu chí thế là chúng ta phải quan tâm thế hệ trẻ. Và thế hệ trẻ rất là tốt. Và tôi đề nghị các bác có tuổi là bị ủng hộ. Hồi tôi làm phó bí thư binh là tôi dám bỏ ra 300 triệu. Lúc đó to lắm. Để mở các lớp tư duy mới 6/6 cho các bác nghe. Để các bác không phải là ủng hộ cách làm mà các bác không cản trở con cháu. Chứ còn nếu không là các bác cản trở con cháu không dám làm đâu. Cho nên như thế thì mới vượt lên được. Mà làm thế nào giữa hai thế hệ gắn kết với nhau thì đất nước chúng ta sẽ phát triển rất tốt. Có lẽ là thời gian cũng hết rồi đúng không? Thì xin cảm ơn tất cả các bác công chí đã chú ý lắng nghe. Và giờ thì để kết thúc tôi đọc bài thơ cho nó vui, tôi kết thúc. Có lẽ tôi đọc ba bài thì thơ ngắn thôi. Bài thứ nhất là tôi tặng vợ thôi. Công chí nên học tôi, mỗi năm tôi tặng vợ một bài. Và vừa rồi kỷ niệm 40 năm ngày cưới là tôi tập hợp 4 bài. Thế thì vợ tôi cứ hay nói so sánh giá như anh thế này, giá như anh thế kia. Rồi là rất nhiều người đến đây không hơn anh nhưng mà họ là thế này thế kia. Tôi bảo em buồn cười, so sánh thế buồn cười. Nếu mà anh mà làm khác đi là không phải lý chân hợp. Lý chân hợp nó phải thế. Cho nên mỗi con người nó có cái tính, cho nên con người ta có tính cách riêng nó hay. Thế mà vợ vẫn cứ nhắc mà hay so sánh với ông người xóm. Thì tôi mới làm bài thơ. Và các biết đó, tôi sau khi tôi đọc bài thơ đó là vợ không bao giờ nhắc. Chứng tỏ là thơ cũng là một cách để kết thúc một giai đoạn để chuyển một giai đoạn mới. Và tôi đọc bài thơ để ngắn thôi. Đừng ba chấm, tức đừng so sánh. Đừng so anh với ai để mọi người thua thiệt. Đừng so anh với ai để anh buồn ra giết. Chỉ một điều cần biết, anh vẫn là anh thôi. Kể từ lúc làm nôi cho đến ngày tận cái thế, anh vẫn cứ như thế cho người đời khen chê. Chỉ mình em đam mê là cho anh tất cả. Vẫn có nơi cố thủ. Gia đình là dinh lý cuối cùng của mỗi đời người. Cho nên phải chăm lo cái gia đình. Thế tôi nói thật, có cái quan chức nhiều người chăm sóc lắm nhưng mà đó là quan trọng, phải quan tâm cái chức của mình thôi. Chứ không phải quan tâm ông Lý Nhân Hợp đâu. Tôi biết hai cái khác nhau. Tôi đọc bài thứ hai là tôi tặng con. Khi tôi ra Hà Nội thì con tôi không đứa nào chịu về Vinh. À, khi tôi ở Vinh con tôi không đứa nào chịu về Vinh. Thường vụ bảo khai thác chất xám nhân tài thì anh Hợp phải vận động con anh Hợp về trước. Tôi gặp gọi thằng con đầu nó sinh năm 78. Về tôi vận động nó về. Theo lời khuyên của thường vụ. Nó nói một câu mà tôi nghĩ mãi mãi đúng. Nó bảo bố ạ, nếu con về Vinh có tiến bộ thì người ta vẫn coi là cái bóng của bố. Điều đó cũng chẳng có lợi cho bố mà chẳng có lợi cho con. Bố cứ để con ở Hà Nội. Thế khi tôi đều trung ương đều cho ra Hà Nội là ba đứa con tôi ở Hà Nội, nó tổ chức liên hoan đón bố ra Hà Nội. Thì tôi lại thấy thương bố mẹ. Vì bố mẹ vẫn ở Vinh mà không đưa đi được, ông bà không chịu đi. Thế tôi làm cái bài thơ là dặn con. Và tôi thấy mẹ tôi cũng khóc, bố tôi cũng khóc. Là bài thơ thế này. Con nhớ chăm về Vinh để thăm ông bà con nhé. Tuổi già chờ mong bóng hình con trẻ như mong hoa trái vườn nhà. Tuổi trẻ là quá khứ của tuổi già, ông bà là tương lai con đó. Mong con luôn nhớ có ông bà với có bố hôm nay. Thế giới có thể đổi thay, đạo lý nhà ta vẫn vậy. Thương ông làm gương hậu thế, quý cháu tạo mẫu cho đời. Con đừng trách ông lo lắng nhiều lời, chê bà dặn rồi lại dặn. Thời gian ông bà còn ngắn nên tình yêu dồn nén bao la. Con nhớ chăm ông bà là thương cả nhà rồi đó. Mong con luôn nhớ có ông bà mới có bố có con. Bài thơ cuối cùng là tôi tặng mẹ tôi. Mẹ tôi năm nay 94 tuổi, 95 tuổi. Nhưng mà báo cáo coi như mẹ tôi là 74 năm tuổi đảng. Vừa năm ngoái bà nói một câu mà tôi lặng người đi không trả lời được. Bà nói thế này: trung ương gì mà ăn cắp bắt trộm mà đi tù nhiều thế?
Trung ương ngày xưa là sáng từ đầu xuống chân mà sạch từ chân lên đầu. Ngày xưa nói Trung ương khiêng đấy, vì ông ngồi bà ngồi xem TV suốt ngày, bà thấy cứ xử ông này xử ông khác. Thì năm bà 90 tuổi tôi làm bài thơ tặng bà, mà tôi cũng nói đấy là tình cảm của tôi với quê hương, cho nên tôi là người về quê nhiều nhất. Thì bài thơ tên Mẹ và Quê, trong này tôi nói toàn tiếng của mẹ, cho nên là chỉ đọc ở đây được, cho nên Hà Nội đọc cũng ai nghe được. Con sinh ra Nghi Lộc có lâu rồi, như cha mẹ có từ thời thơ ấu. Con lớn khôn quê ngấm dần vào máu, đi khắp bốn phương trời chất xứ Nghệ vẫn nguyên. Điện về Nghi Liên mẹ hỏi mô kêu, nhận ra tiếng con mẹ cười trong trẻo. Con nói tiếng xã ta cho mẹ dễ chịu, đừng nói tiếng người mẹ nọ nghe chi. Mẹ điện hỏi con đang bận chi, có bão không mà chưa về thăm mẹ. Con hiểu nhầm nói ngoài này không bão, làm mẹ âu lo suốt cả tháng hè. Mỗi bận con về mẹ vui hả hê, chạy đi chợ nấu cơm kho cá. Món cá ngày xưa có riềng có xà, thơm ngon đến tận bượn ni. Mẹ nhớ cu bin đòi đi Hà Nội, chỉ mấy bữa thôi mẹ lại buồn lại tủi. Ngoài nghi nói khó nghe, mẹ chỉ biết lắc đầu, mẹ ngại ngùng, nọ muốn ở lâu. Mẹ đi đâu cũng đòi về quê, tiếng trọ trẻ mẹ quen từ bé. Miếng trù củ khoai nát chè tình nghĩa, gắn quyện mẹ và quê suốt cả cuộc đời. Con đi nhiều quê và ở nhiều nơi, nhưng thiêng liêng nhất vẫn là quê có mẹ. Dẫu đi cuối đất cùng trời vẫn thế, trong lòng con luôn có mẹ và quê. Thôi bây giờ đã hết giờ rồi. Thì cảm ơn tất cả các đồng chí, và cũng chúc tất cả mọi người có mặt ở đây mạnh khỏe, đoàn kết phấn đấu để đưa thị xã Thái Hòa đi lên. Và tôi trong cái bản góp ý cho đại hội 19 thì tôi đề nghị tỉnh nâng cấp thị xã Thái Hòa lên thành thành phố Thái Hòa, và tạo ra ba thành phố ở ba trụ cột, phía Tây là Thái Hòa, phía Bắc là Hoàng Mai, phía Nam là Vinh, để tạo ra ba cái trục tăng trưởng. Và tôi đề nghị phải xây dựng Thái Hòa thành một thành phố trụ phú trong tương lai gần, vì đây có đủ tất cả những điều kiện để làm điều đó, và chúc chúng ta làm cái sự nghiệp đó. Xin cảm ơn ạ.